chỉ cắm sạc của em rồi, tí nó về nó quên không cắm. Mà tối hôm nay em nghỉ với chị Hoa bảo nó thế. Chưa, đơn tối qua chưa gọi chốt đâu chị Khánh Linh ơi. Hello các chị ạ, à, em chào chị Nguyễn Thị Man nhá. Lên nào ra đi rồi ok em yêu. Sao bố đây thì bố bị mất xe mờ à chị? Không, xe mờ. Đơn tối qua nhà em chưa chốt xong đâu ạ. Ngày mai nhà em chốt tiếp nhá các chị nhá. Chị Khánh Linh nhá. Em chào chị Trần Sâm ạ. A17 còn, chị Đỗ Hồng Anh ơi. Đơn hàng tối qua nhà em chưa chốt xong thì hàng vẫn còn ạ. Tối hôm nay em like các chị nào mà chưa chốt được đơn của hôm qua thì hôm nay các chị dồn đơn cho em nhá. Tạm mong sau gọi chốt đơn ạ, không phải mong đâu chị ơi. Cứ lên số điện thoại em. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Hoàng Yến nhá. Ở thành phố Hồ Chí Minh tùy từng vùng ship được các chị. Bây giờ ví dụ như vùng dịch thì em không ship được ý. Áo đá tay dài có, chị Yến Đào của em có áo đá tay dài nhá. Các bác cho em xin lượt chia sẻ đi các ơi. Hôm nay thực sự là nó rất là lạnh. Không biết là chỗ các chị thế nào nhưng mà Tuyên Quang là rất là lạnh rồi các chị ơi. Mặc áo dép rồi là áo len áo phao rồi. Lên áo da đi à. Một mã áo da. Áo da hôm nay mới về được một mẫu thôi. Rồi cảm ơn chị Hà Ngô nhá. Bộ V47 với áo len đẹp lắm ạ. Cảm ơn tình yêu ạ. Đơn tối thứ bảy chốt xong rồi mà chị Ngọc Hà ơi. Thế thì chắc bị sót đơn, đặt lại trên cái like này của em với nhá. 63 cân à, 63 cân để em xem đã chị nhá. Paca màu đằng sau bao nhiêu à? Paca đằng sau hơn 300 chị ơi. Chỗ chị buôn bán tự do, để mai em kiểm tra lại chị Quỳnh Anh nhá. Em cảm ơn chị Liễu Lê, nhận được áo nhà Loan rồi quá đỉnh, cảm ơn tình yêu. Rồi ok ạ. À. Da nhung cổ trụ, chị Trần Vân đây cho em xin lại số điện thoại của chị nhá, để ngày mai em chốt đơn lại ạ. À. Rồi, lên cái gì đầu like được nhở? Thực sự luôn là nó quá nhiều mẫu. Chốt inbox cho em nhé. Ok, bác nào mà không xem được like trực tiếp thì các chị nhắn tin nhá. Chốt cho inbox cũng được ạ. Lên nóng len đi chị ơi, hôm nay nhiều len về lắm. Mất tương tác quá. Mất tương tức là cái gì ạ? Rồi các chị cứ tăng tên bạn bè vào xem thoải mái cho em ạ. Cho em xin một lượt chia sẻ nhá các chị yêu nhá. Ôi hôm nay ít người xem thế. Che cái áo nhiệt này đúng không? Rồi, cảm ơn chị Yến nhá. Nào các chị ơi vào đi ạ. Mỗi chị cho em xin lượt chia sẻ lên trang cá nhân này, lên hội nhóm giúp em với lại thả like, thả tim, chia sẻ like để mình lấy tương tác với nhau nhá. Bên toàn nghỉ à? Biết được. Rồi, em lên luôn, đấy chị ạ. À, cảm ơn chị Nguyễn Nhung ạ. Áo đá nhiều lắm chị ơi, tiến lên sau áo đá nhá, lên paca đi em rồi ok chị luôn. Cho em xin lượt chia sẻ, em lên tất cả các mẫu luôn là áo len rồi paca rồi áo da rồi áo đá các kiểu luôn nhá. Rất là nhiều mẫu, lên áo giữ nhiệt thì ok. Bác nào thích áo giữ nhiệt em lên mã gì anh? Nhiệt 170 đúng không? Nhiệt 170 hôm nay bộ cổ tròn để ngày mai em soạn mẫu đó chị nhá. Paca thì em lên sau chị Thu Hảo ơi. Rồi ạ, chị Trần Vân ok chốt da nhung cổ trụ này. Tại vì đơn hàng của hôm qua nhà em chưa chốt xong đâu ạ. Ngày mai nhà em sẽ gọi chốt tiếp nhá. Chị nhận được hàng rồi đẹp mê. Cảm ơn chị Nguyễn Mai. Em chào chị Nguyễn Vi ạ. Paca đằng sau ạ. Đằng sau đi chị rồi ok em yêu. Hôm nay về rất nhiều paca luôn. Đây các chị này, lên trên một con áo giữ nhiệt là cái mã này ý. Lạnh lắm rồi em ơi. Cảm ơn chị. Em một là lộc 25 mà. Lên áo mông á. Ồ, đơn tối qua còn nhiều lắm, chưa chốt xong. Tối hôm nay em chỉ lên sương sương một lúc thôi. Tại vì là đơn hôm qua nhà em còn chưa chốt xong ý. Dày như vậy. Chị inbox không ai trả lời ạ. Mua hàng phải đặt cọc à? Tại vì tất cả các đơn hàng mà trên 600.000 thì các chị vui lòng phải chuyển cọc cho em trước nhé các chị nhé. Chào Đặng Phương ạ.
Quần em mặc là quần u mì chị ơi, quần legging nhá. Legging hôm nay nhà em mới về đấy chị ơi, đẹp lắm. Hôm nay nhà em đặt cả size to rồi ạ, 40 cân ạ, đến tầm khoảng là 63 cân đổ về em chốt đơn. Đấy các chị comment là quần này là quần Q3, hôm nay nhà em lại tái xuất một lần nữa. Đấy chị ạ, hàng mới về. Lên đơn hàng cho em là Q3 kèm số điện thoại các chị này. Q3 kèm số điện thoại cho em ạ, đẹp nhức nách luôn. Toàn bộ hàng quần là hàng xuất Hàn cho em ạ. Lên cổ tí, lên len cổ sơ mi tí em lên chị ơi. Lên một mảy quần mới về thêm nữa nhá. Hôm trước ban nào không chốt được quần này, hôm nay nhanh tay giúp em với ạ. Q1 hiện tại nhanh đang lẻ size chị ạ. Hôm nay mẫu này thì về đủ size ạ, legging này. Tại vì mùa đông thì không thể thiếu legging, nhất là mùa đông. Còn cái quần này các chị mặc được cả hè cả đông ạ. Các chị yêu lên đơn hàng cho em là quần gì ạ, Q3 kèm số điện thoại nhá. À hôm nay chỉ lên ngắm thôi ạ. Hết tiền. Phao cổ lông em có. Đây các bác nhìn áo, à nhìn quần cho em này. Em sẽ có từ size S đến size 2XL. Hôm nay về được size to, nhưng hôm trước nó chỉ có size bé thôi. Nhưng mà hôm nay nhà em sẽ về được cả size 2XL. Các chị tầm khoảng 63 cân đủ về chốt đơn ạ. 40 cân đến 63 cân ạ. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại. Nó là quần legging ạ, dáng ôm nhá. Đấy, nó là kiểu quần giữ nhiệt ý. Lên đơn cho là Q3 ạ, kèm số điện thoại ạ. Dòng này thị trường đang bán các chị 180.000. Em xin phép tặng trên like của em là bao nhiêu tiền ạ? 110.000 đồng một quần. 110.000 đồng ạ, nó sẽ về được 3 hình khác nhau các chị ông nhá. 3 hình khác nhau ạ. Lên cho là quần Q3 phải kèm số điện thoại cho em ạ. Dòng này các chị ơi mặc thoải mái cho em, nó không bị cắn chỉ. Đấy, giặt rũ thoải mái cho em không cắn chỉ này. Lên đơn hàng cho là Q3 rồi chị được quần áo rồi, đẹp lắm em ạ. Cảm ơn chị Anh Trần ạ. Đấy các bác nhận được hàng ạ, đẹp thì giới thiệu cho em với nhá. Áo em mặc là mã nhiệt 170 chị ơi. Quần em mặc là quần Q3, có đủ size nhá các chị ơi nha, từ 40 cân đến 63 cân ạ. 40 cân đến 63 64 cân các chị thoải mái ạ. Đấy, chị Giang Như Lê, thôi hôm nào mà hết phong tỏa thì đặt sau cũng được nhé chị yêu. Hôm nay chia sẻ like giúp em với nhá. Đây các chị này. Xong lên áo len chị Loan nhé, ok em yêu nhá. Rồi ạ. Mã này là gì ạ? Q3 đúng không? Q3 và kèm số điện thoại cho em. Tất cả cái hình này của nó là hình ép nhiệt cho nên là các chị ơi nó sẽ không bị dễ bong đâu. Nó không dễ bong nhá. Bác nào đã mặc quần Q, nói chung là những cái dòng quần legging này, baggy nhỉ em, các chị biết chất lượng rồi đúng không ạ? Thoải mái cho em, các chị 63 cân đổ về, 63 64 cân ạ. Dáng ôm sát, cạp 5 phân cho em ạ, co dạng 4 chiều không bị cắn chỉ. Chất nhà Loan đẹp, cảm ơn chị Nguyễn Lụa nhá, chị Thanh Ly ạ. Các bác cứ làm cho em cả đôi đi, để chạy ít nhất là 2 cái đi ạ. Đẹp lắm, tại vì quần này nhà em sẽ không làm bằng cái dòng chất bị cắn chỉ đâu ạ. Thoải mái giặt rũ cho em, cắn chỉ giả lại cho em, đúng không ạ? Nhìn được B46 đẹp đẹp lắm em ạ. Cảm ơn chị Lan Vũ Thu nhá. Chị Tuyên Thanh chốt đơn ạ. Lên mã hàng cho em là Q3 kèm số điện thoại cho em ạ, đủ size số các chiều nhá. Chất u mì S cho em ạ, chất u mì S. Áo em mặc là 145.000 ạ. Quần này chất u mì chị ơi, nó phải chất cotton nhá. Chất u mì S cho em ạ. Hàng này toàn bộ nhà em là hàng đặt. Bình thường nó chỉ có đạt size đến size XL các chị dưới 60 cân thôi. Nhưng mà nhà em sẽ làm thêm size to. Được chưa? Các chị tầm 63 64 cân đổ về các chị yêu mình thoải mái cho em ạ. Rồi Mail Loan không bỏ sót buổi like nào ạ. Nghiện rồi. Ôi chuột chạy dã man chưa? Đuổi nhau ấy. Quần 110.000. Đơn tối qua chưa chốt xong đâu chị gái ạ. Rồi mình nhận được quần Q3 này rồi, mặc đẹp lắm ạ. Chị nào đã nhận được quần Q3 nhà em rồi cho em xin phản hồi. Nhà em 3 năm nay em chỉ làm một loại chất này thôi. Nhưng mà cái hình của nó sẽ là hình khác nhau nhá. Mỗi lần về em sẽ đặt hình khác nhau vào toàn mẫu mới nhất luôn. Toàn những cái hình cạp mới nhất luôn ạ. Chị nào bụng to nhá, bụng béo này, không bị lộ bụng này, có túi trước, có túi sau. Túi trước còn rất là sâu luôn ạ. Thôi chết rồi, chuột bọ sau mà chạy ầm ầm đấy nhở. Đuổi nhau. Đây các chị này, túi sâu lắm luôn ý. Cho các chị xem cái túi nhá. Em bảo rồi, những cái dòng quần rẻ rẻ ngoài bên ngoài ấy, người ta làm cái túi rất là nông. Các chị nhìn túi quần nhà em này, sâu cực kỳ luôn. May rất là chắc chắn luôn nhé, từ cái đường kim mũi chỉ luôn ạ. Em tặng các chị yêu 110.000 trên like của em. Đó, áo giữ nhiệt là 145. Đúng rồi chị Dừng Hoa ơi, tại vì đơn hàng mùa đông nó nặng đấy chị ạ. Q6 hết hàng rồi, chị Hồ Bi ơi hết hàng rồi. Hôm nay về được quần Q3 nhá. Còn áo em mặc là áo nhiệt. Áo nhiệt hộp cho em ạ. Nhiệt hộp các chị lên đơn hàng cho em là mã gì nhỉ? Nhiệt 170 đúng chưa ạ? Nhiệt 170, áo em mặc có 3 màu ạ. Em mặc là màu da nhá. Màu da có đây là màu nâu các chị này. Màu da, màu nâu, màu đen ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Thị trường đang mặc các chị 201, 202. Em tặng các chị ông mình 175.000 đồng. À quên, 145.000. 145.000 đồng các chị ông nhìn áo cho em này. Chất lần này về nó đanh nó dày hơn. Để chạm chất lần này về đanh dày hơn ạ. Phong các chị tầm 63 cân đổ về em chốt đơn ạ. Quần trong, quần này không lót lông chị ơi. Quần này là dòng Umi thôi. Dòng chất Umi ạ. Cảm ơn chị Lê Thị Bích nha. Ok chị Thanh Hoa này. Rồi hàng đẹp mà chờ mãi không được chốt đơn là chị Quỳnh Như ơi, cho em xin lại số điện thoại của chị với. Mặc luôn rồi, áo đá legging thích lắm em, cảm ơn chị. Nói chung là nhận dòng này thì em làm từ mới mới cái bắt đầu mà em bán livestream thì em đã bán quần này rồi.
Đấy, quần này đẹp lắm mà giá rẻ đúng không chị? Nói chung là thị trường nó sẽ có loại rẻ hơn, nhưng mà các chị mặc nó sẽ bị cắn chỉ. Những cái dòng như em các chị giặt thoải mái. Đấy, quần có size S, chị Hạnh Quân ơi, S, M, L, XL, 2XL. Các chị tầm 63, 64 cân đổ về, các chị yêu mình thoải mái cho em ạ. Lên bộ thể thao đi rồi ok chị luôn nhá. Q3, hôm nay em về sẵn các chị là hơn 1.000 quần. Các chị cứ thoải mái chốt, khách xỉ lẻ lên đơn thoải mái cho em. Đấy, mỗi lần về đợt trước là chốt đơn là cứ phải dè dặt, tại vì nó không có nhiều hàng. Lần này về em đặt gọi là số lượng thoải mái. À thế à, trượt chạy nhiều vào nhà lắm lộc đấy em ạ. Chả biết lộc là ai không, nhưng mà nó cứ xơi những cái gọi là quần áo đắt đắt đi, nó cứ cắn cho một cả hai cái là hết lãi chị ạ. Đấy, chả biết là có lộc lá gì hay không. Đấy, thi thoảng vui vui nó cắn cho vài cái hàng 500, 1 triệu là coi như là bán cả lô, không có lãi chị gái ơi. À, có sức lông không em? Cái này không chị ơi, quần này không lấp lông nhá, chất u mì thôi. Áo đẹp lắm em, cảm ơn chị Quân Tú. Em ở Tuyên Quang, chị Nga Nguyễn ơi. À, chị đặt phao đẹp bao giờ cũng đặt giờ được. Được chị ơi, chị cứ comment là phao đẹp kèm số điện thoại. Chị Phạm Hảo Phương Anh ơi, cho em xin lại số điện thoại với ạ. Chị Nguyễn Tình chốt đơn ạ. Q3 40 cân đổ lên nhá, đến 63, 64 cân đổ về chốt đơn. Các chị nào tầm 43 cân thoải mái vừa cho em chốt đơn. Các chị tầm trên 40 cân, tại vì dáng này dáng ôm này, co giãn chị ạ, nó là co giãn 4 chiều. Đấy, co giãn 4 chiều, cặp to, cặp cao, à cặp mà cặp 5 phân ý. Cho em bụng chị nào to ấy, không bị lộ bụng nhá chị nhá. Đây chị này, bụng em rất là to, nhưng mặc quần này nhìn eo bé tí luôn. Đấy, đằng sau nó sẽ có là cái túi nâng mông này, túi nâng mông này. Đó, và hai túi trước nó rất là sâu luôn, thoải mái. Các chị sơ vi nó đẹp và nó không bị lộ, các chị yêu nhá, mặc nó không bị lộ. Đấy, lên đơn hàng cho em là Q3 kèm số điện thoại. Còn áo em mặc là nhiệt 170, em sẽ có 3 màu ạ. Màu đen này, màu da với tông màu nâu. Đơn tối qua chưa chốt xong rồi chị ơi. Tối qua chưa chốt xong nhá. Đây nè các bác ơi, màu đen đây. Đấy, chất là này về dày dặn tanh chất lắm. Lên cho là nhiệt 170 kèm số điện thoại. Size S quần nói chung là nó tùy vào cân nặng chiều cao đó chị gái ạ. Chị Quỳnh Hương nhá, chị cứ lên mã hàng kèm số điện thoại ạ. Ngày mai nhân viên nhà em sẽ tư vấn cho các chị cân nặng chiều cao sau nhá. Lên là phao ngắn đẹp đi em ạ. Tí em lên sau chị Ngô Tua, chị Hiền Nguyễn chốt đơn ạ. Nguyễn Huyền ok. Đấy, hôm nay bắt đầu lạnh các chị hỏi phao ầm ầm. Chị Nguyễn Thúy Nga, Trần Lệ Thành ạ. Em ơi, qua một đêm nhá, sáng hôm sau dậy có nghĩa là ngỡ ngàng luôn, mà sao thời tiết nó lạnh lại nhanh như thế nhỉ? Mình không ngờ luôn là cái nhiệt độ nó đang 30 độ mà xuống một phát đến 19 độ. Đấy, ngày mai lại lạnh hơn. Ngày mai lạnh hơn đúng không? Ngày mai rét hơn rồi ạ. Quần có size S đủ size số chị ơi, S, M, L, XL, 2XL, 64 cân đổ về em chốt nhá. 40 cân đổ lên ạ. Q3 110.000 đồng một quần, giá là giá số lượng cho các bác luôn ạ. Quần 68 cân mã này không vừa nhá. Đấy chị ạ, Q3 lên đơn là kẹp số điện thoại cho em ạ. 63, 64, chị nào người cao cao các chị 65 cân mặc thoải mái cho em. Đấy, tí nữa sẽ lên các chị size to của hàng Quảng Châu ấy, thì nó sẽ có size các chị tầm 68 cân. Đúng rồi, 628 đúng là số của nhà em nhá chị Dừng Hoa. Đuôi 951628 là số của nhân viên chốt đơn nhà em. Nên các chị để chắc chắn hơn, các chị vào cái trang page của em ấy đều có ghi của nhân viên chốt đơn lẻ ấy, số điện thoại của nhân viên chốt đơn lẻ, được chưa ạ? Đơn vừa qua chưa chốt xong, rồi em qua mẫu nhá. Lên tiếp các chị áo da chị ơi. Mà áo da hôm nay em đăng lên mà khách chốt nhiều quá luôn ý. Đây, da VIP này các chị này. Lên cho các chị yêu một con da VIP nhá. Các chị cứ lên Q3, chị nào lấy hai quần ạ, hai hình khác nhau, ba quần ba hình khác nhau luôn, được chưa ạ? Nói chung là ít nhất các chị cứ lấy cả đôi đi. Đấy. À, chị Nông Thị Hồi à. Rồi ok chị luôn nhá. Chị không quan tâm lại cho em xin cái số điện thoại của chị nhá. KTDH kèm số điện thoại cho em với. Là ngày mai nhân viên thì em sẽ báo các chị cái đơn hàng đấy đi đến đâu rồi chị gái. Ôi, cái chất này đẹp thế, dày dặn này. Da nhung mà da nhung mẫu mới, hàng VIP nhá chị nhá. Lên mã này cho em là gì nhỉ? Từ từ đã để em. Hàng nó vừa mới về xong để em ngâm cứu xem là nó như thế nào đây. Không biết là size số của nó có đều size không cả. Các chị nhìn chất da này, mẫu mới nhá các chị yêu nhá, mẫu mới cho em. Lên mã này cho em là gì? Da 886 ạ. Được chưa ạ? Da 886 ạ, kèm theo số điện thoại cho em này. Hôm nay về được 3 màu toàn màu mới. Giá 48 hết hàng chị ơi. Nó còn nhưng mà nó còn lẻ size rồi ạ. Em cắt mẫu rồi không có về. Chị ơi lấy cho em con size M đi. Size L em mặc. Con này size M à? Lấy size M. Ừ. Size không to đâu, không phải không bé đâu nhá. Đây này em mặc size M còn thoải mái rộng rãi luôn này. Đỉnh của chóp chưa? Được chưa ạ? Lên áo da mẫu mới luôn. Dáng da này da kiểu có da đằng sau này.
Lên cho em mẫu là gì nhỉ? Da 886. Da 886 ạ. Da 886 kèm số điện thoại ạ. Cái gì nhỉ? Chị bảo là bộ nào bị lỗi nhỉ? Chị bảo chị đã nhận gửi được bộ lỗi về, đã nhận được chưa? Nhưng... À chị Hương Lê, cho em xin số điện thoại của chị với. Nhận được hàng lỗi thì em sẽ gửi. Em sẽ báo lại luôn cho chị nhá. Nhận được hàng đổi nhé, em sẽ báo lại luôn cho chị ạ. Ở trên đầm da hiện tại anh em chưa có hàng chị ơi. Mã này các chị comment là da gì nhỉ? Da 886 ạ. Da 886 ạ. Lên đơn kèm số điện thoại cho em mã này ạ. Em sẽ có 3 màu nhé, mỗi em mặc là màu nâu. Rồi ạ, cảm ơn chị Nông Thị Máy ạ. Nhận được hàng rồi ạ, em cảm ơn chị nhá, ưng lắm ạ. Đây các bác ơi ạ, em sẽ có 2 size là size M với size L. 2 size ML ạ. Lên đơn hàng sẽ là da 886. Chị ơi kiếm cho em cái móc đây. Ngày mai vào trong ấy lấy ít móc lên nhá. Treo cái này lên cho em. Bóc cái kia ra. Ba màu này. Màu này là màu, màu này em gọi là màu be nhá các chị nhá. Màu be này, màu nâu này và màu đen. 2 size ML. Form các chị tầm khoảng là dưới 60 cân nhá. Form dưới 60 cân ạ. Từ 48 cân đổ lên ạ. Đến tầm khoảng là 60 cân đổ với em chốt đơn ạ. Da 886 vực đèn số điện thoại trên một con da nhung như mẫu mới. Để chạm mẫu hot nhất luôn ạ. Mẫu này là em có đăng hình ở trên trang của em rồi đấy ạ. Đó em sẽ có 2 size là size M với size L hàng hot nhá. Giặt máy thoải mái cho em không bị bong da, không bị nổ da. 080 thì em là cái gì chị? Chị này, chị mặc áo chị phải nhìn chứ. Đây này, người ta cổ bẻ nó đẹp như thế này mà chị kéo một phát lên luôn này. Được chưa? Treo cái này lên cái. Ai cho ngồi mà ngồi. 4648 không biết là còn XL, chắc là còn đấy chị ạ. Còn XL. Mã này các chị lên cho em là da 886 và kèm số điện thoại cho em ạ. Màu đen hiện tại em đang về chiếc size M nhá. Size M các chị tầm khoảng 55 cân đổ về ạ. 55 cân đổ về, còn X à size L các chị tầm 60 cân. Giá thị trường đang trên 600.000. Được chưa ạ? Dao động tầm khoảng là 600 đến 650.000 một áo. Em tặng các chị trên like của em là bao nhiêu tiền được nhỉ? 379.000 đồng. Ok chưa ạ? 379 kèm số điện thoại cho em ạ. Lên mã hàng là gì ạ? Da 886 đúng không? Da 886 ạ. 3 màu giúp em các chị ơi nhá. Màu nâu này, màu be này và tông màu đen ạ. 3 màu. Các chị nhìn cho em cái họa tiết của nó rất là xinh luôn các chị ơi nhá. Cổ bể cho em mặc rất là sang. Đấy đằng sau của nó này. Đằng sau của nó sẽ là có đai. Đấy đằng sau có đai này, các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại trên là da 886 ạ. Em cảm ơn chị Đỗ Hồng nha. Nhìn được đồ bộ váo rồi đẹp lắm. Cảm ơn chị ạ. 65 cân không vừa nha. Mã này trước các chị tầm dưới 60 cân thôi. Nhanh tay giúp em là da 886 ạ. Lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Là mình có đơn hàng nhá. Đẹp nhức nách luôn ạ. Thị trường đang bán các chị trên 600 đấy. Trên 600. Ok chưa ạ? Em tặng các chị trên like của em là 379.000 đồng ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Nhận hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái. Giặt rũ vô tư cho em nó không bị nổ ra. Để chạm da này của nó là da nhung phiên bản mới nhất luôn ạ. 300 bao nhiêu tiền nhỉ? 379.000. Ok chưa ạ? Da 886 ạ. Kèm theo màu số điện thoại. Em thử lên tông màu be nhé các chị yêu nhá. Em mặc là màu nâu đây ạ. Màu nâu này. Hả? Con này chốt các chị tầm khoảng là dưới 60 cân đi. Dưới 60 cân tùy chiều cao nhá. Còn bình thường chốt là 58 cân. Đấy 60 cân nếu người các chị gọn gọn các chị mặc được cho em ạ. Size L. Đây màu này là màu màu be nhỉ. Màu be đây ạ. Lên mã hàng cho em là da 886 ạ. Toàn bộ những cái tông màu gọi là mới nhất luôn. Đẹp xịn nhất luôn các chị yêu nhá. Đây cổ bể mặc có siêu sang luôn ạ. Kiểu dáng nó cũng kiểu dáng bomber ấy. Đây ạ, da 886 ạ. Lên đơn mã hàng kèm số điện thoại ạ. Đằng dưới nó sẽ có đai. Đằng dưới nó sẽ có đai ạ. Cái này các chị mặc với quần short nó sẽ đẹp hơn. Đấy, mặc có quần sóc nhung, sóc da ấy, hay là sóc dạ ấy. Mặc có sang, đẹp. Đấy, các chị mặc kiểu gì cũng xinh đúng không? À, phao đằng sau á. Đó là alpaca chị ạ, tí em lên nhá. Lên mã này cho em là gì ạ? Da 886, cách số điện thoại cho em các chị mình chốt đơn hàng. Em tặng các chị là 379.000 đồng. Các chị nhìn cho em này, phiên bản mới nhất luôn ạ. Chất da của nó sướng đời ạ, da nhung cho em nhá. Đó là da nhung ạ. Bộ mã 880 em hết từ lâu rồi chị Vân Đông ơi. Giờ này hỏi mã 880 làm gì còn hàng nữa chị. Tại vì là em còn ít thì em xả hết luôn rồi. Cái quần em mặc là quần Q3. Áo len mũ còn chị gái ơi. Quần áo nhà Loan mẫu nào mà chị cũng áo đó cũng đẹp. Em cảm ơn chị luôn ạ. Chị Hương nặng có ạ. Rồi ạ, màu đen hai cái. Rồi chị Hương Phạm chốt đơn ạ. À, có đầm da, nhưng em chưa có đầm da chị ơi. Hồng Vân ơi, em màu đen đây.
xe mẫu nào muốn mua em cảm ơn chị gái nha. Cái này 60 cân mặc được. Nhưng mà dáng của nó sẽ là dáng ngắn ngắn, dáng bomber chị nhá. Dáng bomber cho em ạ. Ra 880 cách số điện thoại cho em và các chị mình chốt đơn. Đó, màu đen hiện tại em về chút size M các chị dưới 55 cân cho em ạ. Dưới 55, 56 cân đổ với các chị lên đơn hàng cho là ra 880 nhá. Bộ thể thao hôm nay có lên chị ơi, cho em xin lượt chia sẻ với. Rồi, áo cổ lông ạ, nó là phao da chị nhá. Quần Q3 là 110.000 nha chị Lan Đoàn ơi. 110.000. Đó là quần Q3. Chị Đặng Thơm rồi, em cảm ơn chị nhá. À, cái phao da lúc nãy em mang ở đây đâu nhỉ? MLXL3 size. Mẫu vừa mới về xong các bác ơi, lên cho em một con áo này. Da VIP còn chị ạ. Rồi chị Út Quý chốt đơn em qua mẫu nhá. Đây các chị ơi, em lên các chị một cái con phao da gọi là xịn đét luôn. Đấy, lên mã này cho em là nó là da lót lông, da nhung cổ trụ em còn. Bác ca đằng sau đó là chất phao chị ơi, chất phao, còn chất kaki thì em lẻ size rồi ạ. Đơn hôm qua nếu mà gọi điện chốt đơn là gửi rồi chị nhá, còn chưa gọi chốt là chưa gửi đâu ạ. Mã này em có là 3 size MLXL ạ. Lên đơn hàng cho em là gì ạ? Phao da kèm số điện thoại ạ. Để chặn phao da kèm số điện thoại cho em. Chị Tùng My có đơn ạ, chị Huyền Nguyễn có đơn hàng Q612 ạ. Rồi, mã nào cũng đẹp, mua 15 đơn rồi muốn xem mua nữa rồi, cảm ơn chị nhá. Cảm ơn chị Hoàng Điệp, bạn nhìn được hàng chất đẹp ưng ý lắm, cảm ơn chị luôn. Quần nhà em là 110.000, chị ơi quần Q3 110.000. Các chị lên mã này cho em là gì nhở? Phao da đúng không? Cái chất này là chất mới của năm nay. Đấy, nó là chất, nó cũng là áo da như là dạng chất phao, dạng áo phao ấy. Đó, lên đơn hàng cho là phao da kèm số điện thoại ạ. Em là có 3 màu nhá chị nhá. Cho em xin được chia sẻ với ạ. Tại vì giá này em bao các chị giá luôn. Form chốt các chị dưới 60 cân đổ về, 40 cân đổ lên đến tầm khoảng là 58-60 cân đổ về, 57 cân đổ về em chốt đúng không? 57-58 cân, 58 cân thôi chị ạ. Rồi chị Hương tặng cho em số điện thoại với ạ. Từ từ nghe rõ giá hộ em với. Rồi em chưa vào giá các chị đã chốt rồi ạ. Chị Hồng Vệ nhá, nhìn được hàng đẹp lắm, cảm ơn chị Hồ Thị Nam. Toàn bộ nhà em không có một comment ảo nào mà khen hàng đẹp đúng không? Toàn khách hàng đã mua rồi các chị vào feedback. Đấy, trong một... cái gì à? Người ta bảo là cái vạn lời quảng cáo không bằng một cái lời feedback của khách hàng đúng không ạ? Các chị nhìn cho em một con áo này. Bên trong lót lông nhá chị đâu nhá. Q3 45 cân mặc vừa chị Khánh Linh ơi, lên số điện thoại giúp em luôn đi. Đấy các bác này, quần bao nhiêu? Quần 110.000 chị ơi. Các chị nhìn cho em một con phao da nhá, lót lông. Đấy, quần nó là chất da. Nhưng mà làm theo kiểu dạng áo phao ấy, dáng bomber cho em ạ. Em có 3 size là MLXL. Cháy túi với quần áo nhà Loan. Rẻ, đẹp chất luôn. Em tặng các chị ạ. Thị trường các chị đang hơn 600 nhá chị nhá. Em hứa luôn ạ, chỗ nào bán rẻ tầm 550. Đấy, em tặng các chị là 410.000 đồng một áo. 410.000. Ok chưa ạ? Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Em đang có màu đen nhá các chị nhá. Màu đen này, đủ size số ạ. Màu xanh các chị yêu ạ. Màu và màu tông màu bê. Đen, xanh, bê, 3 màu cho em ạ. Các chị lên mã này cho em là phao da. Các chị nhìn chất cho em này. Ôi, chất như nước cất đúng không? Chất như nước cất luôn ạ. Lên mã hàng cho em là phao da kèm số điện thoại. Em có là MLXL 3 size. MLXL 3 size, các chị chọn nhanh cái mẫu này nhưng em về được đúng một lần thôi. Nó sẽ không có về tiếp theo lần thứ hai. Tại hàng bây giờ khan hàng cực kỳ luôn, khó. Không có hàng nữa đâu các chị ơi ạ. Hàng này em đặt bao nhiêu lâu mới có đấy ạ. Nếu mà có thì người ta bán rất là cao luôn, không có giá mà đầu 4 đâu các chị yêu nhá. Nhập vào giá cũng trên của nó cũng suýt sát gần 500.000 rồi. Đó, nhập vào suýt sát gần 500. Nếu mà giá lẻ, em tặng các chị mức giá là 410.000 đồng một áo, giá số lượng và bán đúng trên một buổi live ngày hôm nay thôi ạ. Chốt trực tiếp trên live chị yêu nhá. Đây các chị này, lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Chất như nước cất, mặc lên này. Bên trong nhìn cái tay của nó cho em ạ. Tất cả đều trần hết tay cho em như thế này các chị yêu nhá. 65 cân không vừa. Đây chị gái này, chốt dưới 60 cân thôi ạ. Nhìn cho em ạ, lót lông. Lót lông ạ. Cái lông này các chị tháo ra được nhá chị nhá. Đây ạ, cái lông này nó là tháo ra được cho em này, nó có khóa, nó có cúc tháo ra cho em ạ, lông rời. Đấy, lông rời cho em ạ, nhìn cái cổ áo này mướt mượt mượt luôn ạ, lên đơn hàng cho em làm phao da. Áo này năm ngoái em mua hơn 600 chuẩn luôn chị ơi, giá thị trường đang trên 600.000 đấy. Em bảo rồi, cái giá này là em bao giá số lượng các bác luôn. Để các chị nhìn cho em cái tay áo này, nó rất là đanh luôn, nó không phải là tháo lông ở cổ được chị. Cái này là em vừa mới lắp xong đấy chị.
cái này em vừa mới lắp xong đấy, cái này tháo ra được cho em, chị nào không thích tháo được ra cho em nhé. Em thử lên màu đen này các chị yêu. Phao ra cách số điện thoại cho em ạ. Lên da cổ trụ đi ạ. À, da cổ trụ thì hiện tại nhà em chưa về được, chưa về được hàng. Đấy, nhá nhẩm một xíu nhưng mà hiện tại vì là hàng bây giờ về khó cực kỳ luôn ấy. Đấy, phao ra cho em ạ, tông màu đen. Em là size M các chị yêu nhá. Đấy, tại vì dáng của nó là dáng bomber, dáng ngắn ngắn đấy. Dáng bomber thì không bao giờ có cái dáng dài hẳn đâu, nó chỉ ngắn ngắn như này thôi ạ. Lên đơn hàng cho là phao ra, ngoài ngày mai các chị chọn màu, chọn size vừa chỗ em với ạ. Ngày mai chọn màu, chọn size vừa, lên đơn hàng và kèm số điện thoại ạ. Chị Quỳnh Thầy chốt đơn nhá. Em tặng các chị trên line của em là 410.000, nhận hàng kiểm tra chất lượng cho em. Có màu đen chị gái, chị Hải Hoa rồi ok ạ, chị Bưởi Diễn rồi ok, em chốt đơn ạ. Đây màu của nó sẽ là màu màu này em gọi là màu be chiêu nhá. Dự nhiên em mặc có màu đen chị Hoàng Luyến ơi. Áo em đang mặc phao da là 410.000, còn áo giữ nhiệt em mặc bên trong là mã nhiệt 170 là 145.000 một áo. Chị Mỹ Thoa chốt đơn hàng phao da. Phao dài con canh mặc đi á. À đấy là phao 778. Phao 778 nó có nhiều màu lắm. Chị Hồng Lê Thị chốt đơn nhá. Em thử lên các chị xem cái tông màu be của nó luôn này. Ôi cái quần này mặc sướng thật. Đấy, mặc cực ấm luôn. Eo ơi bên trong các chị nhìn cái lông của nó lót này. Trần hết cho em này. Được chưa? Đẹp dã man luôn. Giá này em bán rẻ hơn giá bán buôn đấy. Các chị mua buôn giá này không được. Lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Dạ. Mạng kém á. Áo này có M từ size M đi lên. Thường áo da đánh từ size M ấy, không đánh size S đâu chị ạ. Đây. Màu này màu B cho em ạ. Màu B của phao da các chị yêu nhá. Không có size S. Rẻ quá mình mua gần 600. Ôi hôm nay các chị cứ kêu bán rẻ vậy. Liệu em có phá giá thị trường quá không? Đấy chứ ạ, cái giá này em bán có quá rẻ không ạ các chị? Có chị thì bảo mình mua hơn 600, có chị thì bảo mua gần 600. Em bảo rồi chỗ nào bán rẻ nhất là 550. Mà em bán cho các chị có 410.000. Liệu cái giá này có phá giá quá không ạ? Em tặng các chị có 410.000, các chị cho em xin lượt chia sẻ với. Em bảo rồi ạ, càng lạnh như em sẽ càng bán rẻ. Đấy, quần em mặc là mã Q3 chị ơi. Chị ơi có khoác của trẻ không ạ? À? Của trẻ con hay là như nào chị? Em ít khi về đồ trẻ con lắm, thường em bán nguyên đồ người lớn thôi, đồ nữ thôi ạ. Phao 788 không có size S đâu chị ơi, đánh từ size M đi lên. Đó. Mã này có đủ size MLXL chị nhá. Phao da nhà em có đủ size MLXL, chị Nông Hường comment cho em xin mã hàng khi là phao da chị ơi, phao da cách số điện thoại giúp em với ạ. Nó là chất da nhưng mà kiểu dạng nó là kiểu dáng phao ấy. Cái kiểu dạng áo phao bomber cho em. Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho là phao da các chị này. Đẹp chất lượng luôn. Đó. Dồn đơn rồi ok Trần Thị Bảy ạ. Eo ơi này, trần hết trần chám cho em. Để chặn trần chám cho em này. Mặc rất là sướng luôn. Ấm nhá các chị nhá. Mặc vào ấm cực kỳ. Bên trong các chị nhìn cho em cái tay của nó này. Áo này là 401 chị ơi. Đẹp quá. Cảm ơn bà Hương nhá. Bao nhiêu cân vừa loan chị ơi? Tầm khoảng dưới 60 cân chị nhá. 40 cân đến 60 cân đổ về. Pha ra màu be rồi ok chị Huyền Trịnh ạ. Cái này là kiểu cái túi của nó sẽ là kiểu dạng túi thời trang thôi chị ạ. Nó không sâu lắm đâu. Chị Hải Hoa, túi thời trang thôi. Áo da thường là da túi thời trang rồi, nó không sâu như kiểu là cái áo kiểu dạng áo phao đâu. Chị Dương Ánh lên mã hàng cho là phao da chị nhá. Lên dáng như mẫu mới á. Mẫu mới chị vừa mặc xong rồi em ơi. Tin Messenger rồi ok chúc đơn hàng ạ. Bỏ được mũ là bỏ được cái lông cổ này chị nói. Nhưng mà nó đẹp ở cái lông cổ này, các chị tháo ra nhìn chung nó không được xinh. Đây chị ơi, tháo được. Quần này không lót nỉ ạ. Chị tâm chúc đơn ạ. Phao da kèm số điện thoại cho em là các chị mình lên đơn hàng. Em ơi toàn màu đẹp luôn ý. Đẹp nhờ, màu nạm xinh luôn. Thề luôn. Đấy, lên quần Quảng Châu đi. Để đi làm rồi, ok chị nhá. Đợi em tí em lên quần Quảng Châu. Ôi, cái này mặc nốt rồi. Đây size L đấy, em mặc size M này. Chị mặc cái đấy rộng. Chị mặc size M thôi. Đấy, em thử lấy cả size M, size L ra. Bộ nhung á, bộ nhung em năm nay là em lười bán bộ nhung quá chị ạ. Tại vì năm nay bộ nhung quá cao. Bộ nhung rẻ thì em không bán. Bộ nhung rẻ các chị mặc vài hôm nó sẽ bị là nó sẽ bạc cái lông nhung ấy, nó sẽ không đẹp đâu. Đấy, nhưng mà các chị mua bộ nhung, các chị mua bộ nhung ở hàng Quảng Châu ấy, chất nó dày, nó đanh. Đấy, có thể là nó mỏng một chút nhưng mà chất nó đanh, nó lì lắm, nhung lì lắm. Chị Bùi Thúy ok chút phao da, các ca em có luôn nhá. Màu be chị comment hộ em là mã hàng phao da kèm số điện thoại ạ. Chị Nhiên Hoàng chốt đơn ạ, chị Hội Hà có đơn hàng ạ, phao da kèm số điện thoại cho em. Màu em mặc là màu xanh. Màu em đang mặc là màu xanh nhá. Đây là màu của nó là màu be các chị này. Màu be cho em ạ. Và tông màu đen, ba màu ạ. Các chị nhìn cho em cái lông áo của nó này.
có chị thì bảo là chị vừa mua hơn 600 đúng không? Có chị thì bảo chị mua gần 600. Nhưng em bán 410.000. Chị ngày mai lên số điện thoại chị ơi. Cứ hỏi em là chị em có nhìn thấy chị không? Em nhìn thấy hết. Các chị cứ lên số điện thoại trên là có đơn chị nhá. Rồi qua mẫu luôn chị ơi, cho em xin mã Paka với. Bộ thể thao đợi em bình tĩnh em lên luôn. Rồi lên Paka cho các bác luôn ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại trên là mình chốt đơn ạ. Có hai màu đấy chị ơi, em đặt hai màu đó. Hai màu đẹp nhất luôn. Ừ. Đấy, cái dòng này thì ngoại trường nó có nhiều loại lắm ấy. Nhưng mà các chị nhìn cho em cái lông mũ của nó này. Để chị nhìn cho em cái áo này. Mã này có đủ size, hôm nay về đủ size đúng không? Cái mắt của nó đâu rồi? Hả? Chị tháo, ôi chết rồi. Đấy ở trong nhà mất rồi. Mã này mã gì nhờ? Cái này mã bao nhiêu đây? Sao em lại lấy hai cái mã cùng nhau ấy nhỉ? Phải không? Này. Chị đưa cho em xem cái chị cùng nhau cái gì nào? Chị 61 này khác nhau mà. Chị 61 này. Đây đúng không? Đây là của áo này. Chị lắp xem vào cái khóa của nó xem này. Chị 61, ơ thế hai mã này khác nhau à? Sao em lại lấy hai cái mã giống nhau dây nhỉ? Thôi em lên một mã thôi. Rồi ạ. Các bác nhìn cho em hai màu nhá. Để xuất sắc luôn ạ. Lên mã này cho em là gì? Mã hàng bao nhiêu chị? 961 đúng không? 961 kèm số điện thoại ạ. Được chưa ạ? 961 lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Chị ơi, chị nhìn hỏi em hai cái gấu nhá. Để xem là gấu nó khác nhau không? Tại vì là có một mã gấu gấu không không lượn này, có một gấu lượn này. Đối gấu đấy, lượn đấy. Xem em cái mẫu gấu này thôi. Nó đưa cho em hai mẫu khác nhau mà. Đây, đây là gấu lượn này. Cái mẫu đấy khác ấy, bỏ riêng ra cho em với. Được chưa các chị ơi? Áo đang mặc size 75 cân không vừa chị nhắc. Mẫu này chốt được các chị dưới 65 cân thôi. Từ khoảng là 46 cân ạ, đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Mã hàng cho em là Paka 961 ạ. Paka 961 kèm số điện thoại ạ. Ôi đẹp mê mẩn con người luôn đúng không? Các chị nhìn trên cái màu này, màu xanh của nó bên ngoài nó đậm hơn trên line. Để chạm đậm đẹp hơn trên line ạ. Và tông màu thứ hai nó sẽ là tông màu nâu. Cho em xin cái ấy nào, cái bóc nào. Cho em hai cái màu lên. Đẹp quá này. Thực sự luôn là nó quá là chất. Đấy, hôm nay chỉ lên một đúng một mẫu thôi. Hôm nay em xin phép chỉ lên đúng một mẫu thôi ạ. Chị lắp lông mũ đây ạ. À? Rồi các chị này, hai màu cho em nhé. Là tông Paka 961, từ từ bình tĩnh cho em. Mẫu này mới về thêm ạ. À. Các chị nhìn áo này. Chất lừ luôn đúng không? Dày dặn đanh chất nhé các chị yêu nhé. Từ từ chị ơi. Quần có quần lót nghỉ chưa? Chưa có quần lót nghỉ đâu chị ạ. Mã này các chị comment là Paka 961 kèm số điện thoại ạ. Em xin phép là em sẽ về được trước hai màu nhá. Đó là màu xanh với tông màu nâu. Màu xanh với màu nâu các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Đẹp nhức nách luôn. Em bán tặng trên like của em là 389.000 đồng một áo ạ. Lên mã hàng kèm số điện thoại cho em thì mã này bên ngoài có rất là nhiều loại. Và cái dòng này năm ngoái của nó cũng rơi khoảng tầm là 850-860.000. Đấy. Hôm nay em xin phép bán lên trên like của em là 389.000 đồng một áo. Đấy chứ ạ, 389.000 đồng. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Màu các chị này, lên form dáng này khác hẳn luôn đúng không? Form dáng khác hẳn luôn ạ. Chất chiếc gọi là đã đời. Năm nay hàng nói chung là vào vụ cái lên giá vèo vèo luôn. Đấy chứ ạ, lên giá vèo vèo luôn ý. Và mã này xin phép các chị em vẫn giữ được cái mức giá cũ nhá. Còn like sau thì em sẽ gọi là sẽ không có mức giá ngày hôm nay nữa. Đấy, bác nào hôm nay vượt được like của em ạ, săn cho em con Paka 961 cho em ạ, về được đúng một lần. Đấy, lần sau của nó sẽ không được có giá này được đâu các chị này. Nhìn cho em này, xịn xò luôn ạ. Lên đơn hàng cho em là Paka 961 kèm số điện thoại, giá thị trường ít nhất cũng phải tầm có hơn 600. Đấy. Đèn nhà chị nhìn khó lắm à. Thôi thông cảm giúp em bởi tại vì là nó nhiều hàng nó che. Em muốn màu đen để ngày mai em ơi. Đây các chị này, bên trong cái này của nó sẽ là trần cho em nhá, trần cho em này.
hàng Quảng Châu chị. Hàng này hàng không phải Paka hàng Việt Nam chị ơi. Tất cả nhà em là hàng Paka hàng Quảng Châu chị nhé, em không bán hàng Paka hàng xưởng chị nhá. Lên đơn cho em là gì ạ? Paka 961 và kèm số điện thoại. Nói chung các bác nhìn cho em ạ. Tay của nó sẽ không lót lông mà nó sẽ là trần phao cho em. Đấy, tay của nó sẽ là trần phao như này các chị này. Lên mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Paka 961 chị yêu. Đấy, Paka 961 và kèm số điện thoại cho em ạ. Chất nó đanh, nó dày lắm chị ơi, nó là dòng chất phao cho em ạ. Màu đen á, màu đen có mã khác chị ạ. Màu đen có mã khác, mỗi này em chỉ làm chỉ có hai màu thôi. Đấy, Paka 961 ạ. Làm gì có màu đen đâu chị. Màu nâu với màu xanh chứ không phải màu đen chị ơi. Nó phải màu đen nhá. Em về được hai màu đen, à màu nâu với xanh thôi. Đấy, chị ơi, chị nào mà bụng to béo hay là eo nhỏ các chị chỉnh cái dây cho em. Để chạm chỉnh cái dây eo cho em thoải mái, lên form nó gọn người quỳ luôn, hơi lượn sóng các chị nhá. À, vẫn đợi, vâng đợi chốt cả đơn cả tối qua rồi ok luôn. Các chị cứ dồn đơn tối qua cho em cũng được ạ. Lên đơn hàng cho em là Paka 961 kèm số điện thoại ạ. Đây màu nâu đây ạ. Cực kỳ là sang luôn. Để các chị rũ rũ cho em cái lông mũ này. Đấy, đẹp dã man luôn ạ. 961 cho em màu màu đen có nhưng mà màu đen chuyến sau chị ơi. Màu đen em phí em lên mã khác có màu đen ạ. 801 có màu đen này. Đấy. Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Màu nâu đây. Đẹp quá này cái màu này các chị ơi. Đấy chứ ạ, không chê được câu nào luôn. Không chê được câu nào luôn ạ. Nó ấm lắm, năm nay cực lạnh luôn nhá. Đấy, năm nay rét kỷ lục luôn ấy, rét hơn cả năm ngoái và rét sớm hơn năm ngoái ạ. Màu đen tím lên mã khác chị nhá. Áo này là 389.000 một áo ạ. 389 kèm số điện thoại, bán cho chị chỉ bằng cái áo len thôi đúng không ạ? Đấy, đây là cái lông này em vừa mới cài vào cho các chị về, các chị rũ ra hoặc các chị lấy cái máy sấy các chị khò đi qua cho em ấy thì cái lông nó sẽ mềm thì chặn nó sẽ có độ rủ hơn ạ. À, nay nhận được bộ quần áo lụa đẹp quá. À thế là Bùi Ngọc Khánh em cảm ơn nhá. 389.000 đồng một áo Paka cho em ạ. Lên mã hàng cho em là Paka 961 nhé chị yêu nhá. Mã 961 đi ạ. Kèm số điện thoại chưa các bác mình lên đơn. Đẹp quá luôn này. Lên dáng lên form này. Chuẩn chỉ luôn. Hàng này hàng Quảng Châu các chị yêu nhá. Chứ còn Paka của hàng Việt Nam nó sẽ rẻ hơn. Nó rơi khoảng tầm là hơn 200.000 thôi. Đấy, tầm khoảng 100 trên dưới 200.000 một tí thôi. Nhưng mà cái nhìn cho em ạ, cái form dáng để chạm lúc mà các chị mặc lên ấy nó sẽ khác hẳn luôn. Đấy chị ạ, chị Hoa Trương Thị có ạ, chị Thúy Phạm có đơn ạ, Đặng Nhật Linh có đơn hàng ạ. Paka 961 các bác comment mã hàng kèm số điện thoại cho em nhé. Đấy, hai màu ạ, có giúp eo cho em. Eo em thấy năm nay có lẽ là bán Paka có rẻ quá không ạ, cho các chị nhìn cái lớp lót bên trong của nó nhé. Đấy, hàng đẹp, các chị nhìn cho em cái lông của nó này, nó rất là mềm, nó không bị là vón cục. Đấy, những cái hàng rẻ các chị sờ, các chị nhìn cái bề mặt cái lông của nó nhé, nó rất là vón. Đấy, nó không được đanh chất đâu ạ. Các chị nhìn cho em này, mướt mượt mượt luôn một con áo ạ. Lên bộ tím lên sau chị ơi. Ok chưa ạ? Rồi, qua mẫu đi. À thế à chị Hoài Thanh Cao Thị. Rồi, lên cho các chị yêu một mã quần nhé các chị nhá. Paka có màu be chị ơi, có màu be. Thế thì cho em một mã Paka có màu be chị. Qua nhà mình có lên một mã đúng không? Nhưng mà chưa chốt đơn. Rồi lên áo gió đã, từ từ lên áo gió đấy các bác nhá. Áo gió nó có ba màu để treo đâu. Đây đây đây. Đây đi, đây. Treo đây. Màu xanh. Rồi cảm ơn. À thế ạ, bên em hàng gì cũng rẻ mà hôm nay mới vào xem mà. Em cảm ơn chị nhá. Rẻ như chất lượng đúng không ạ? Rẻ hơn nếu mà bình thường cái áo Paka ngoài cái ta bán các chị hơn 600, nhưng chỉ bán các chị hơn còn chưa đến 400 à? Ủa chưa đến 400.000. Để hơn 200.000 cái là cái điều gọi là đương nhiên. Áo chị đang mặc có màu đen đủ màu em ơi, có 3 màu mà. Có màu da này, màu nâu, màu đen, 3 màu. Lên gió ngắn đi đây chị ơi, gió lót lông nhá. Được chưa ạ? Gió lót lông cho em mã này là gió bao nhiêu ạ? Hôm nay về được thêm màu xanh nữa, nhưng mà về được ít nhá, cái nhiều nhá, về số lượng cực ít luôn. Chị Toan Hoàng có ạ, chị Trần Hợp. Lên mã hàng cho là Paka 961 chị nhá. Tại vì nhà em có mấy mã, hôm nay chỉ lên một mã trước thôi. Đó, lên mã này cho em là gió 54 ạ, là hàng lót lông. Paka chị ơi, ok chị Thu Sơn Hà Hải này, chị Đinh Vân chốt đơn ạ, nâu và xanh. Các bác làm luôn là hai chiếc, thì hai chiếc mới bằng một chiếc của năm ngoái thôi. Đấy, hai cái bây giờ mới bằng một giá của năm ngoái, mà năm ngoái còn lúc mà vào vụ còn khác nhau không có hàng. Đây, gió 54 đây. Gió 54 là hàng gió lóc lông của hàng công ty các chị nhá. Em đã có là màu xanh này,
màu vàng, màu đỏ với tông màu cam. 4 màu cho em ạ, xanh, vàng, đỏ, cam, có đủ size là M, L, XL ạ. Lên đơn hàng cho em, tất cả của nó là hàng thương hiệu các chị này, toàn bộ hàng độc quyền luôn ạ. Cho mình một quần 55 cân, chị ơi lên cho em là quần Q3 kèm số điện thoại giúp em với ạ. Q3 có đủ size các chị, tầm khoảng 63, 64 cân. Chị nào người gọn tầm 65 cân mặc được nhé chị nhé. Ờ, Huyền không lên giải, Huyền không đến giải quyết đơn hàng mà ở nhà mà hello thế. Em cảm ơn chị, Facebook là một điều ước ạ. Lên Bắc Cam mẫu khác đi Loan. Chị ơi hàng em còn chưa kịp kiểm với chị. Để ngày mai chị nhé, tại vì đơn tối qua một mã Bắc Cam cũng chưa chốt này. Nhiệt 021 em còn chị Bích Trần ơi. Chị Trần Hạnh có đơn ạ. Chị Phạm Thị Nhài hỏi em gì đấy chị, tại vì comment nó trôi nhanh quá em không kịp đọc ạ. Comment nó kỹ ẩn nữa ấy. Em cứ phải kéo qua kéo lại cái màn hình thì đang bị ẩn comment. Chị Khôi đang ok chốt số 54 size M. Các chị ơi đơn hàng tối qua nhá, chị nào chốt đơn áo gió thì hôm nay đừng chốt nữa, tại vì là đơn tối qua em chưa chốt xong đâu. Có gì báo lên trong nhóm nha em ơi. Chị Nhi Nhi ok chốt đơn gió 54 ạ. Ôi từ từ, em chưa báo giá đúng không? Các chị biết giá chưa nhỉ? Chắc là biết rồi. Chắc là chị biết giá rồi, chốt luôn đúng không? 249.000 một áo. Chắc biết nhà em bán rẻ hay sao, em chưa báo giá đã chốt đơn rồi. 65 cân không vừa mã này đâu chị ạ. Em chốt cho các chị tầm 62 cân thôi. 62 cân ạ, các chị nhìn màu cho em nhé. 40 cân đến 62 cân ạ. 3 size ạ, MLXL gió chưa em có chị Nguyễn Thành ơi. Q3 1m65 cân, 1m65 á, tí chị lấy hàng Quảng Châu đi. Nếu mà 1m65 chị lấy hàng Quảng Châu nó sẽ đẹp hơn, tại vì cái quần nó không bị cắt gấu. Đấy, nó không bị ngắn. Tối qua chưa chốt được đâu chị ơi, đơn tối qua nhà em ngày mai chốt đơn nhá. Áo len nhà em nhiều lắm nhưng chưa kịp kiểm, tí em sẽ lên mấy mã thôi nhá. Áo phao xanh dài bao nhiêu à? Phao xanh dài kia là sale 1.200.000 chị ơi. Phao giống dài có nhiều nhá. Gió lót lông màu đỏ rồi, ok. Đây các chị này, lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Lấy size, chị ơi hàng nó chỉ làm lấy size XL thôi. Bây giờ hàng công ty năm nay á, giá nói chung là giá thì nó, em bán cho các chị thì hợp lý, nhưng mà nó không có hàng mấy đâu. Tại vì là các chị biết năm nay dịch giã, rất là nhiều xưởng không làm việc được ý. Các chị nhìn cho em là Park Cam 1m50 mặc được chị ơi. Tại vì cái dáng của nó không phải là dáng dài hẳn ý. Nó chỉ gọi là chùm mông thôi. Các chị là 1m50 vẫn mặc được bình thường nhá. Em cảm ơn chị Nguyễn Vân ạ. Các chị nhìn cho em cái tông màu đỏ này. Bên ngoài của nó là màu đỏ đậm hơn trên line nhé chị yêu nhá. Nó không phải đỏ tươi trên line đâu. Tiếp theo cái tông màu của nó sẽ là tông màu cam ạ. Gió 54 cho em ạ, 249.000 một áo. Hôm nay có lên quần nhung nhà mình còn quần nhung nhỉ? Quần nhung hết rồi, lẻ sai rồi. Bây giờ em bảo này, chị đưa tất cả các mẫu quần nhung đây cho em. Đấy, em tặng cho mỗi chị một cái, hai cái cho nó hết. Tại vì bây giờ nó lẻ sai rồi, cắt mẫu luôn. Được không ạ? Từ từ em tìm quần nhung đã. Tại vì là mỗi mẫu em còn một ít thôi. Lẻ sai. Có phải mẫu đấy không? Đấy như là quần sóc nhung rồi, quần nhung dài mà chị. Quần nhung dài cơ mà, ừ. Rồi các chị ơi ạ, tầm 62 cân đổ về em chốt nhá. 40 cân đến 62 cân ạ, 249.000 ạ. Lên đơn hàng cho em là gió 54 ạ. Gió là mãn hàng 54 nhá, chứ không phải 540.000 đâu. Gió mãn 54 ạ, 249.000 đồng một áo. Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em các chị này. Đấy các chị này, nếu có mã code mã vạch về các chị trích mã cho em ạ. Tại xem giá tại công ty người ta bán các chị bao nhiêu tiền. Em tặng các chị 249 ạ. Quần Q3 là chiếc ưu mì chị ơi. Chị để gió trơn để đợi em nhá chị nhá. Tại nhà em chưa soạn được mã gió trơn. Lên mã gió này cho em ạ, màu vàng đây. Gió 54 ạ, có size M là size nhỏ nhất ạ. Trên 40 cân mặc được chị nhá. Trên 40 cân đến tầm 62-63 cân. Vừa mới về hàng xong mà chị Thu Hà ơi. Vừa mới về xong em bảo rồi cái màu xanh này về được ít lắm. Chứ không phải như em có hàng mà em lại báo khách hết hàng đâu. Vừa mới về xong, vừa em vừa kiểm hàng xong chị gái ạ. Lên luôn số điện thoại đi. Đây màu vàng đây ạ. Chứ tối hôm qua các chị có thấy em like có màu xanh đâu đúng không? Em báo hết từ hôm qua rồi, hôm nay gió màu xanh mới về được hàng. Nhưng mà về được size M với size XL trước, còn size L hiện tại đang thiếu. Đó, các chị nhìn cho em màu vàng này, bên ngoài của nó sẽ đậm hơn trên line nhá. Vàng pha đen, chứ không phải là vàng hết. Màu vàng đậm cho em ạ, pha màu đen các chị này. Lên đơn hàng, mũ tháo rời được ra cho em ạ. Gió 54, cách số điện thoại cho em ạ, 249.000 ạ. 249.000 đồng, các chị lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Đấy, màu cam này và màu đỏ nữa. Đỏ này, em gọi là màu đỏ, đỏ đậm nhá các chị nhá. Màu đỏ và màu cam. 6-7 cân không vừa chị ạ. Hàng vừa mới về xong chứ không phải là hôm nay hỏi hết hàng mà hôm bây giờ lại thấy có đâu. Đấy, nhân viên thì em cũng chỉ muốn là chốt được đơn. Đấy, chứ không phải là hết còn hàng mà lại bảo hết hàng. Chị Trần Vân rồi ạ, bây giờ có hàng đặt lại giúp em rồi nhá.
thổ ba em còn chị gái ơi, lên giờ thổ ba kèm số điện thoại ạ. Chị Phạm Minh Quý rồi, ok chị luôn. Các chị này, đây là màu cam, cam của nó sẽ là màu cam đậm chị nhá, cam đậm cho em ạ. Chị Thủy chốt đơn ạ, đẹp quá em cầu chị Thành Huế, nhưng mà không có size của chị Thành Huế vừa rồi. Chị Đặng Thị Ngân ạ, Thủy Nguyễn có, Mai Lệ rồi, ok chị em chốt đơn ạ. Các chị nào không thích mũ bỏ mũ ra được cho em, có khóa tháo mũ này, bên trong lót lông cho em ạ, bên trong lót lông. Các bác nhìn cho em áo này, xịn lắm luôn ạ, toàn bộ của nó là hàng các chị này, chữ của nó là chữ theo các chị nha, chứ không phải chữ dán mà đâu ạ. Các chị giặt thoải mái cho em. Chị Phạm Sáu ạ, 65 cân không vừa chị nhá, Định Nguyễn có đơn hàng ạ. Lên áo đá đi rồi, áo đá như em ấy gọi là vô vàn luôn. Chị chạy áo gió cứ gọi là nhiều cực kỳ luôn ạ. Thổ bao ok chị Theo Bay, chị Nương Lã có ạ. Áo gió trơn, ngày mai em lên sau chị ơi. Áo giữ nhiệt bao nhiêu? Áo giữ nhiệt là 145.000 chị nhá. 145, lên màu đỏ cho em này. 249.000 đồng một áo mã gió 54 ạ. Chị Đoan Nguyễn có đơn. Chị kiếm cho em xin áo đá đi chị ơi. Không ngày mã giữ nhiệt được, giữ nhiệt 05021 được. Đây màu đỏ đây ạ. Lên nhà các chị một mã quần hàng Quảng Châu nhá. Để em một chút. Rồi lên mã quần này hàng Quảng Châu đây. Hàng này nó sẽ có cả size to cho các chị. Để chị nó sẽ có cả size to hàng Quảng Châu cao cấp cho em nhé. Lên áo da đằng sau à. Túi không có kéo khóa chị ơi. Túi này không có kéo khóa nhưng túi nó sâu ấy. Chị Lương Thúy comment hỏi em là gió 54 ạ. Gió 54 kèm số điện thoại ạ. Rồi chị Cúc Nguyễn có ạ. Chị Đinh Nguyễn có ạ. Chị Vivi có đơn ạ. Giữ nhiệt 145 chị comment hỏi em là giữ nhiệt 170 chị nhá. Chị Thu Thắm Hoàng ok. Các chị nhìn cho em ạ. Toàn bộ của nó dòng quần cao cấp. Chất này thì hôm qua thì em còn chưa chốt đơn nhưng hôm nay gần hết. Và hôm nay em phải về bù gấp mẫu này các chị yêu nhá. Mẫu này này, các chị này, mã này là mã bao nhiêu nhỉ? Q816 đúng không? Bác nào chưa chốt được hôm nay, tối hôm nay nhanh tay cho em rồi. Hôm nay nhà em về là chuyến cuối. Để chạm vét tất tần tật, em chỉ có tầm khoảng là 200 quần thôi. Hàng Quảng Châu dài. Đây này chị này, quần này hàng Quảng Châu. Các bác nhìn hàng cho em ạ. Để chạm đẹp nhức nách luôn ạ. Em có từ size 27 đến size 31 các chị yêu nhá. Áo da gì chị? Riêng quần này chốt các chị phải trên 50 cân. Đấy, phải trên 50 cân mới chốt đơn nhá. 50 cân đến 67, 68 cân. 50 cân đến 68 cân đổ về chốt đơn ạ. Từ size 27 cho đến size 31 ạ. Đánh nhau đánh từ size M tương đương với từ size M đi lên. Đấy, chạy tương đương với từ size M. Các chị comment là quần Q816 đúng không? Q816 ạ. Thị trường bán các chị trên 300 đúng không? Đưa cho em xin một cọc quần đi nào. Q816 ạ, kèm số điện thoại cho em các bác mình chốt đơn ạ. Các chị này, hàng Quảng Châu ấy chưa nhá. Em tặng các chị 219.000. 219, bây giờ bình thường các chị còn không mua được cái quần sóc nhung đúng không? Quần sóc nhung hàng đẹp ấy. Đấy, mà bây giờ các chị được mua hẳn một cái quần xịn cho em. Mua hẳn một cái quần xịn như này, 219.000 đồng các chị lên đơn hàng cho em ạ. Q816 ạ, đủ size các chị từ 64 cân thoải mái chị ơi. Em chốt đến 68 cân cơ mà. Chất u mì ép cho em. Để chạy hàng cao cấp chị nhá. Lên đơn hàng cho em ạ. Là gì ạ? Chị Nhung Nguyễn Thủy ạ. Lúc chiều chị gọi là mô đẹp rồi. Chị ơi lúc chốt đơn thì các chị cứ báo nhân viên hộ em với. Bắc ca là 389.000 chị ơi. Quần Q816. Q816 ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại. Phát hiện ra nếu mà không phải hàng Quảng Châu các chị, em đền cho các chị 10 lần tiền. Đúng không ạ? Nếu phát hiện không phải hàng Quảng Châu mà cái hàng gọi là hàng may nhái lại, em điền cho các chị 10 lần tiền luôn. Đấy, nhận hàng bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái trước thanh toán nhé. Q816 cho em ạ. Hôm nay có tầm bao nhiêu chiếc nhỉ? Hàng này em vượt giá sale chứ bình thường giá này giá xỉ không nhập được. Giá xỉ không nhập được giá này luôn ạ. Chất nó đanh gầy đập tay luôn ạ. Q816 á. Lên đơn hàng kèm số điện thoại này. Hả? Tầm 40 cái. Các chị nhìn cho em cái đường may của nó này. Nó make cho em ạ. Cực kỳ là kỹ luôn nhá. Đấy, tỉ mẩn từng tí một luôn. 219.000 đồng cho em ạ. À, không, quần này là quần ống đứng chị ơi. Nó không phải là quần ống suông đâu. Quần ống đứng cho em ạ, dòng này thì ai cũng mặc được. Các chị mặc đi làm đi chơi đều ok hết cho em ạ.
Đấy, cặp của nó sẽ là cặp bản 5 phân nhé chị ơi nhá. Cặp to 5 phân cho em ạ. Đơn tối qua chưa gọi được chốt đơn hết đâu chị ơi. Mới gọi được một phần mấy ạ? 1 phần 3, 1 phần 4 thôi. Đó các chị nhá, ngày mai thì em sẽ gọi chốt tiếp của đơn tối hôm qua. Chị Dương Khánh Huyền, ok chị Yến Nguyễn chốt đơn ạ. Q816 ạ. 68 cân đổ về em chốt đơn hàng ạ. Từ 50 cân đổ lên các chị yêu nhá. Áo em đang mặc là mã nhiệt 170, 145.000 ạ. Chị Lê Thu Hà, chị Nguyễn Đẹp rồi ok chốt đơn hàng ạ. Mã này chưa bán. Dạ. Mã nào có ít thôi, chị đưa cho em cái mã nào có nhiều ấy. Mã 912 rồi. Em lên mã nhiệt tiếp theo các chị nhá. Lên mã nhiệt hộp tiếp này. Chị nhận được hàng rồi ok lắm. Chị nào đây? Chị nào vừa bảo nhận được hàng rồi ok lắm đây. Chị Trần Hằng, em cảm ơn chị nhá. Q816 rồi. Q816 là quần mà chị, quần nó chỉ có một màu đen thôi. Nó chỉ có một màu đen duy nhất thôi chị gái ơi. Quần đen nó dễ mặc nhất luôn rồi. Cần gì phải nhiều màu làm gì. Em chỉ trung thành với quần đen thôi. Ít khi có quần màu nâu rồi là màu trắng rồi màu gì màu kia, màu nọ màu kia lắm. Đa số trong tủ quần áo em là toàn quần đen. Rồi, em lên các chị một mẫu áo giữ nhiệt nữa nhá. Không để thiếu đúng không ạ? Chị chọn cho em một mẫu áo giữ nhiệt đá đi. Đấy, từ em lên quần nhung nhá, tí em tặng các chị quần nhung hết cho nó gọn mẫu. Nhiệt dài tay các chị này. Mã là mã 5021 nhá. Các chị comment là nhiệt 5021. Nhiệt 021 thôi. Nhiệt 021 kèm số điện thoại ạ. Ui Q816. Q816 chứ không phải Q8 đâu. Mã hàng cho em tại vì cái quần nó đều có mã hết. Đấy, nó đều có mã hàng ở quần hết chị này. Chứ không như thế làm sao chốt được đơn là chị. Đây các chị yêu nhá. Đây là có mã hàng 816 đấy ạ. Nhưng em sẽ lên theo mã hàng từ size 27 size 31 ạ. Q816 ạ. À bác ca nhà em là 389 chị ơi. Áo em mặc là nhiệt 021 ạ. À. Em đang có màu xanh này. Màu da đấy chạm và tông màu đen. Màu xanh, màu da, màu đen ạ. À. Lên mã hàng ạ. À. Quần không 47 cân không vừa chị ơi. Nếu mà 47 cân chị mặc cho em cái quần Q3 ấy thì nó sẽ có size nhỏ. Còn quần này là hàng Quảng Châu, nó sẽ đánh từ size các chị tầm khoảng 48 đến 48 50 cân á cho đến tầm 68 cân đổ về chốt đơn ạ. À. Nhiệt 021 thì em là bao nhiêu tiền chị? 145.000 145.000 một áo. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Em có 3 màu các chị nhé. Thoải mái dưới 65 cân em chốt đơn. Được chưa? Thoải mái dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Thôi nhá, dừng chốt mã 816 đi hết hàng. Em lên các chị một cái mã quần nữa đi. Đây đúng không? Tiếp theo mã quần này là dáng Becky này. Em lên mã quần của chị Hoa ơi. Những đồ của tài của em. Lên tiếp các chị một mã quần này dáng Becky cho em ạ. Đẹp nhức nách luôn. Ok chưa? Đấy, chuẩn hàng cao cấp cho các bác luôn nhá. Nhận hàng nhớ bốc hàng ra xem hàng trước thanh toán cho em. Em bảo rồi ạ, bác nào hôm nay không chốt được mã này thì xin chia buồn luôn. Em về được đúng một ngày hôm nay thôi là hết nhá. Còn giá thị trường đang trên 300.000 là chuyện bình thường. Để chạm thị trường đang trên 300.000 là chuyện bình thường luôn. Lên mã này cho em là mã gì ạ? Q612 đúng không? Mã này hôm qua em có lên nhưng hôm nay là trong ngày hôm nay là chưa chốt đơn đã hết hàng rồi. Tối hôm nay thì em về thêm. Đấy, Q này là Q812 ạ. Kèm số điện thoại, các chị nhìn trên cái túi của nó này. Ok chưa? Đấy, cho các chị xem gần, xem thật nhất có thể luôn ạ. Q816 nhỉ. Chuẩn chưa? Q816 ạ, chuẩn hàng cao cấp cho các bác luôn. Đấy chứ ạ, Q816 kèm số điện thoại ạ. Đợi em một tí nha. À, Q612, mã là Q612 nhé. Còn 816 là quần em đang mặc. Dáng này của nó là dáng nước đi. Q812 ạ, áo đang mặc là 145 chị nhá. Áo đang mặc là 145.000, còn quần em mặc là Q612 ạ. Từ size 27 đến size 31 ạ. Chốt đơn các chị yêu từ khoảng là 48 cân cho đến tầm khoảng là 68 cân đổ về.
48-68 cân. Chốt đơn đằng sau nó sẽ có chun nhá. Đằng trước là cạp, đằng sau là chun cho em ạ. Nó sẽ có đai, các chị sơ vi rất là đẹp. Và đai của nó sẽ là may vào nhá, nếu không phải là dính vào đâu ạ. Đấy, Q612 219.000 một quần. Ok chị ạ, giá này thì em bao giá thị trường luôn ạ. Chỗ nào bán rẻ nhé, em lo bán rẻ hơn. Được chưa ạ? Chất không đẹp giả lại cho em luôn. Đó, lên đơn hàng cho em ạ. Giá nếu mà quần này thì em sẽ nói thẳng luôn là em bảo hành các chị luôn. Nhận hàng cứ bốc hàng kiểm tra chất lượng ạ. Phát hiện ra hàng nó không phải hàng Quảng Châu, em cho các chị giả lại. Đấy chị ạ, Q612 nhá. À, quần này không lót nỉ chị ơi. Quần này là dáng kiểu quần vải đấy chị ạ. Quần vải dáng công sở cho em nhá. Q612 ạ, cách số điện thoại cho em ạ. 219.000 đồng. Các bác mình lên đơn. Đâu chị ơi, cái quần này ấy đâu rồi? Cái nguyên túi của nó đâu? Cho các chị xem luôn. Lấy cho các chị so sánh giá thị trường thoải mái. Cho các bác so sánh thị trường thoải mái luôn, 219.000 đồng. Ai buôn được giá này các chị? Được chưa? Ai buôn được giá này ạ? Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ, quần dài các chị nhá. Đấy, bình thường các chị mua cái quần short nó đã đắt tiền hơn rồi đúng không ạ? Giá này nếu mà bình thường để mà giá thẳng thắn luôn ạ, thị trường đang bán các chị 320-350. Đấy, thị trường đang 320-350, em tặng các chị là 219.000 ạ, Q612 cho em ạ. Q612 lên đơn kèm số điện thoại. Các ca đằng sau em vừa lên thì xem lại like của em với chị Sang Triệu Hoàng Bích có đơn ạ, không đọc tên các chị nhá. Cứ lên đơn kèm số điện thoại trên là các chị mình chốt đơn ạ. Còn áo em mặc là mã 5021. Chị nghĩ chị đâu có nợ nần gì bên em đâu. Là như nào mà tại sao chị đặt cùng bên em mà em không bán cho chị vậy? Chị Phan Thùy cho em số điện thoại chị ơi. Cho em số điện thoại của chị xem nào. Em vẫn bán bình thường mà chị. Em bán được tiền nhưng em có cho chị đâu mà lại không bán. Cho em số điện thoại của chị đến mai em kiểm tra luôn. Tại sao lại lý do lại không được chốt đơn? Được không ạ? Đây áo em mặc có 3 màu nhá chị nhá. Áo em mặc nó sẽ có là màu đen này, màu xanh và tông màu da. Dưới 65 cân em chốt đơn ạ, 145.000 một áo. Nhiệt 021 nhá. Nhiệt 021 ạ, kèm theo màu với số điện thoại cho em và các chị lên đơn. Các chị này, chuẩn hàng của nó là hàng cao cấp cho các chị luôn. Các chị nhìn cho em ạ, tem mác này. Ok chưa ạ? Thị trường các chị rẻ nhất là 180, em tặng các chị 145. Đó. Lên đơn hàng cho em ạ, quần là quần Q612 ạ. Q612 ạ, kèm số điện thoại ạ. Áo chị đang mặc là 5021, được chưa ạ? Mã nhiệt 021, cách số điện thoại cho em. Quần đẹp quá, càng xem càng mê, em cảm ơn chị yêu. Trời ơi, đằng sau này, chun này, bạn nào bụng to là mặc cũng sợ nhá. Để chạy co giãn cho các chị luôn. Đó, cho em một mã quần nữa chị ơi. Đang sướng rồi, đang bon mã quần này lên tiếp luôn ạ. À, quần này 219 chị Nguyễn Thánh ơi. Được chị ơi, 1m68 thoải mái chị. Quần này nó hàng Quảng Châu, form nó sẽ to hơn hàng Việt Nam. Chứ này em phải chốt đơn các chị để trên 50 cân đấy. Cùng lắm là 48 cân thôi. Đang nào không đặt được hàng ạ, cho em xin lại số điện thoại. Tại vì rất nhiều chị đặt một trang giấy dài nhưng mà lại gọi điện lại thuê bao, hoặc là comment sai số, xong là cứ lên lại bảo em ơi sao chị chốt đơn không được. Nhưng mà thực chất là một em gọi điện thoại toàn thuê bao thôi. Cũng hiểu là các chị là để gọi kiểu gì. Thì trên mã có ạ, bộ nhung em hết chị ơi. Quần chị mặc 47 cân không vừa chị nhá. Nếu 47 cân mà nếu mà bụng chị to chị vừa, còn bụng chị eo nhỏ ấy, 47 cân 1m60 chị mặc sẽ bị rộng. Đơn tối qua chưa chốt được đơn đâu chị Ngát Đỗ ơi. Chị Yên Nguyễn có ạ. Xem lại lấy chốt đơn hộ. Phao dài đằng sau kia hàng Việt Nam thì là 430, còn phao hàng Quảng Châu đang sale 1.200.000. Áo đang mặc nhiệt 5021, ok chị luôn ạ. Chị cho em xin cung nước này. Em lên dây cót để em lên luôn bộ nhá. Trời ơi, bây giờ bán hàng mà khó chịu thì ai mua đúng không chị? Bây giờ bán hàng người ta mất tiền mà khó chịu với ai người ta mua. Đấy, còn nịnh khách bỏ xứ đi chứ. Chị Phan Thùy cho em số điện thoại em kiểm tra đơn. Có thể là đơn hàng của chị chưa đến nơi thôi. Nếu mà gọi điện chốt đơn xin lại chỉ là em gửi hàng rồi đấy. Nhưng mà dịch giã này là nó sẽ là chậm hơn so với ngày thường chị nhá. Có thể là cái đơn hàng em gửi rồi nhưng mà chị chưa nhận được thôi. Rồi chị Anh Nguyễn có đơn ạ. À? Có quần nhung ôm không à? À đây, quần nhung nhà mình còn nhiều không? Bây giờ bọn nó còn một mã ở chỗ áo phao nào thì không thấy cái mã này còn chục chiếc không? Còn chục chiếc quần nhung à? Cái chốt quần nhung nhiều quá. Thì giờ em chưa tìm nó ở chỗ nào luôn ý. Em đang tìm xem quần nhung nó ở chỗ nào đó chị ơi.
quả là bao đá, Nguyễn nó bảo vâng, bao quả. Phao 1.245 1m50 mặc được chị Nguyễn Mậu ơi. Chị Thanh Ly rồi, ok ạ. Chị Linh Lâm có đơn nhá. Chị Nam Lê có đơn hàng cho em xin số điện thoại của chị với ạ. À, của chị bao giờ được chốt đơn em ơi, nhà em sẽ chốt danh sách hết chị ạ. Gọi lần lượt ý, tại vì nhà em là lọc trên máy ý, nó sẽ là lọc theo thứ tự danh sách ý. Nên là nhà em sẽ gọi cứ A kêu vần A, 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 B, C ấy. Đấy, chị Phạm Tuyết, ok, chị Mừng Đỗ có đơn ạ. Rồi, áo em mặc là mã 021 chị nhá, nhiệt 021 cho em ạ. Quần em mặc là Q612. Chị Thùy Linh chốt đơn ạ, 021 màu đen ạ. Cho em xin một mã quần nữa chị ơi. Lên form đẹp thế này mà các chị này, chất chiết thì không phải nghĩ luôn. Riêng quần này các chị ơi, hàng Quảng Châu nếu bên ngoại trường người ta bán cũng phải tầm 350. Vì chị ạ, 350, 380, rẻ là 320.000. Đó, chị để trên bàn kìa, mãi thì có nhiều rồi. Đây đúng không? 912, cái mã này thì không có hàng đấy đúng không? 912 có nhiều không chị? Q912. Để chạm Q912 kèm số điện thoại cho em lên một mã quần nữa các chị nhá. Cho các chị hôm nay gọi là liên hoan luôn mã quần. Để chạm liên hoan luôn một mã quần ạ. Q912 kèm số điện thoại ạ. Q912 cách số điện thoại cho em. Chưa lấy cho em size 28, có lấy size 27 em ạ. Em không vừa ạ. Em thử xem nào. Rồi, lên tiếp các chị nhá. Phao 1.2 có cả đen với xanh chị nhá. Đến 65 cân này. 45 cân đổ lên các bác nhá. 44 cân đổ lên, 44 45 cân. Em mặc size 28 này. Thì các chị ơi, có từ size 27 đổ lên nhá. 27 ạ cho đến size 31. Thì các chị dưới 65 cân mã này em chốt đơn ạ. Mã hàng quần này các chị comment cho là quần Q912 ạ. Q912 ạ, cách số điện thoại cho em. Các bác này. 219.000 đồng, đồng giá hết ngày hôm nay quần ạ. Gọi là cho các bác liên hoan luôn nhá. Một mã cuối cùng luôn ạ. Thì chạm Q912 ạ, từ 44 cân đổ lên ạ, 44 cân đến 65 cân đổ về em chốt. Đẹp quá các chị này, quần hàng Quảng Châu cho em ạ. Xịn giỏ quá. Đấy, cho các chị ngắm cái form dáng của quần luôn ạ, Q912 nhá. Quần này có tầm khoảng là 3-40 cái thôi, 3-40 quần thôi ạ, không có nhiều. Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Đẹp nhất nách luôn. Đỉnh cao của chất lượng. Cái trạng đỉnh cao của chất lượng là dáng bọn dáng ôm chị ơi, dáng này dáng ôm. Các chị nhìn cho em này. Nó là dáng ôm nhá. Dáng kiểu dáng legging ấy. Đấy, chị Hải Yến Bùi nhá, chị Trần Huệ rồi chốt đơn ạ. Em xin phép là hôm nay chị chốt được cho tầm khoảng 40 chị thôi. Để trạng được mua giá này thì hàng này em không có hàng về nữa đâu ạ. Hàng này em vẫn được giá sale chứ bình thường các chị mua không dưới 300. Đấy cho em tặng các chị 219.000 đồng một quần ạ. Lên đơn hàng cho là Q912 ạ. Đảm bảo các chị luôn ạ, nhận hàng nhớ cho em xin feedback nhá. Form dáng nó quá đẹp ạ. Lên đơn hàng cho là Q912 ạ. Chị ấy lên xem số điện thoại với chị ơi. Khách quen hay khách lạ nhớ để lại số điện thoại cho em mới lên đơn được, máy tính mới nhận đơn chị yêu nhá. Mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Không chuẩn, không phải hàng Quảng Châu, các chị cứ trả lại cho em luôn. Ok chưa? Đẳng cấp quá luôn cái quần này. Đó, Q912 ạ, 44-45 cân ạ. Mã này là form bé nhá. 44-45 cân đến dưới 65 cân thôi. Em chốt với 65 cân mã này ạ. Lên đơn kèm số điện thoại cho là Q912. Chị Nguyễn Vân cho em số điện thoại với ạ. Quần 816 cũng là bằng tiền đấy chị ơi. Bằng tiền, tất cả quần này bằng tiền hết. Quần hàng Quảng Châu em bán đồng giá là 219.000.
lên mã hàng bên đơn kèm số điện thoại ạ. Lên tắc ca rồi chị ơi. Em ơi này, cái này phối kết hợp với cái gì cũng đẹp đúng không? Áo em mặc là mã bao nhiêu chị nhỉ? Chưa nên lại đi. Q912 này, còn là áo là đâu nhỉ? Lên mã khác đi. Đừng như... Đây. Không có lờ đâu, bới rồi. Bây giờ mai ấy, là sáng sớm ấy, phân này áo đá bây giờ lộn hết rồi. Không biết được nào bán. Một mã thì đằng này một cặp, đằng kia một cặp. Ừ, rồi ok. Rồi Q912 cho em. Các chị ngắm phía form dáng nhé. Áo em mặc từ từ để em lên mã hàng đã. Để chặn lên mã hàng em có size các chị dưới 65 cân, 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. Nó là áo đá, dòng áo giữ nhiệt cho em nhé. Bộ Quảng Châu em có chị Nguyễn Thủy, Thủy Nguyễn thua, nhưng mà bộ Quảng Châu hiện tại em đang lẻ size rồi. Chị đỗ 10 rồi ok chốt đơn hàng ạ. Áo em mặc là mã mã gì ạ? KT1 ạ. Được chưa? KT1 kèm số điện thoại ạ. KT1 em có size các chị từ 40 cân ạ đến 65 cân nhá. Hiện tại thì nói chung là những cái dòng này nó co giãn thoải mái. Được chưa? Đính đá cho em ở cái phần ren cổ là ren kín. Ren cổ ren kín ạ. Mã hàng sẽ là KT1 ạ. Kèm số điện thoại giúp em. Đấy là các chị mình chốt đơn ạ. Thoải mái co giãn. Nó là chất kiểu dòng chất thun lạnh ấy. Đấy dòng chất thun lạnh cho em. Đá của nó đính rất là chắc luôn. Hàng Quảng Châu cao cấp nhá. Em tặng các chị là 100 ạ. 75.000 ạ. 175.000 đồng một áo ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Bộ của Tròn Mặc Nhà. Hiện tại thì nhà em đang hết chị ơi. A22 còn chị ơi. Long Kiên rồi ok chốt đơn ạ. Có dáng con ngắn lót lông không bạn? Em có chị ơi Nga Vũ nhá. Nhiệt 166 ok chị Âu Hoa ạ. Chị Liên Trần chốt đơn hàng ạ. Áo em mặc là mã Q KT1 đúng không ạ? KT1 cách số điện thoại cho em ạ. Tặng khách hàng nhà em là 175.000 ạ. Dòng áo hàng Quảng Châu. Xịn đét luôn. Đâu chị ơi, cho em xin cái mã này với. Còn ít thôi các chị ơi. Nhìn tay cho em này. Sang ạ, đẹp xịn mịn luôn. Đấy, lên mã lên đơn kèm số điện thoại cho em ạ. Chuẩn hàng Quảng Châu cao cấp cho các chị yêu luôn ạ. Giá thị trường các chị không dưới 270-280 nữa chị yêu nhá. Em tặng các chị là 175.000 ạ. 175 chị đừng comment áo nhiệt chị ơi. Comment của em là KT1 là cách số điện thoại giúp em và các chị lên đơn. Đó, nhận hàng kiểm tra cho em thoải mái trước thanh toán ạ. Kiểm tra cho em thoải mái trước khi thanh toán ạ. KT1 giúp em là các chị này. Xịn xò con bò. 9122 quần ok. Bác nào hôm nay á vợt được cái quần này các chị lên lấy cho em 2-3 chiếc. Tại vì là hiếm khi có lô này về lắm ạ. Nếu mà về cũng không có giá này, giá đầu 2 đâu ấy. Đó, chị Hoàng Hòa Minh Đức Hoàng ok chốt đơn ạ. Rồi ạ, áo em mặc là mã KT1 chị yêu nhá. KT1 kèm số điện thoại ạ. Chị Thanh Nguyễn chốt đơn hàng ạ. M650 chị mặc cho em ạ. Size 28 là đẹp nhất. Đấy, chị Sương Nguyễn ok chốt KT1 ạ. Lên đơn hàng sẽ là KT1 cách số điện thoại cho em là chốt đơn. Chị Nguyễn Lý chị Đỗ Hoa rồi ạ. Chị Hà Mai chốt đơn hàng ạ. Đá của nó cực sáng luôn nhỉ. MLXL3 size. MLXL3 size ạ. Chị Tìm Phùng chốt đơn cho em ạ. Khác chị. Cho em xin một mã dài tay đi. Ơ chị đứng lên cho em mã dài tay đi. Đây mã này có mã này. Lớn đầu ra. Có mời. Luôn nhé. Rồi KT1 các chị lên đơn hàng cho em 175.000 một áo ạ. Quần 816 ok chị Giang Hà cũng là quy 816 nhờ chị May. May Phương Nguyễn có đơn nhá. Rồi qua mẫu này. Áo len à? Áo len đợi em tí hôm nay em đang kiểm len đã, tại vì hôm nay thì em về mấy nghìn len cơ. Mà đợt này về thì nếu mà em về số lượng nhiều các chị được mua rẻ hơn so với cái giá cũ rất là nhiều. Đó, các chị có bình tĩnh cho em, được không ạ? Chị Đinh Ngoãn ok này, chị Hoa Nguyễn có ạ. Đoan Nguyên có đơn ạ, Lê Thu Hà ok. Chị Nguyễn Thị Quý, Nguyễn Thị Quý này. Quần bò dưới 50 cân à. Quần bò dưới 50 cân, hiện tại em đang hết hàng chị ạ. Còn size chị trên 50 cân thôi. Đấy, lên tiếp các chị một mã hàng thứ hai nhá. Một dòng áo nhiệt của FT3. Đấy, một dòng áo giữ nhiệt của FT3 luôn ạ. Còn LXL mẫu này đúng không chị? Mã này nó còn LXL2 size ạ. 50 cân đến 65 cân em chốt nhá. Mã này các chị comment là KT2 ạ. KT2 cách số điện thoại ạ. Bán bao áo này bao tiền? 125.000.
được chưa ạ? 125.000 một áo. Các chị lên đơn hàng cho là KT2 kèm số điện thoại cho em ạ. ST3 em xả luôn mẫu này nhá, còn tầm khoảng là hơn 10 cái thôi. Để cho em tặng các chị nốt là 125.000 một áo ạ. Lên đơn hàng cho là KT2 kèm số điện thoại ạ. Chị Nguyễn Thị Lâm cho em số điện thoại với chị ơi. Đơn hôm qua em chưa chốt xong chị Trần Thúy nhá. Ngày mai để ý điện thoại giúp em với. Đó, áo em mặc là KT2. KT2 ạ, kèm số điện thoại cho em. 125.000 đồng một áo. Các chị yêu mình lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Để quá này. Rồi ok, tạ lịch ngày mai đổi mã thoải mái cho em. Đó, ngày mai chốt đơn là chị không thích mã nọ chị đổi sang mã kia cho em được ạ. Chị Nguyễn Du chốt đơn ạ. Đó, đẹp quá này chị này. Nhưng mà mẫu này còn ít quá. Ngày mai chị nào được thì ok, chị nào không được thì thông cảm nhé. Em hết hàng còn đúng một ít thôi. Tầm khoảng là 15-20 chiếc thì đấy này. 15-20 cái đúng không? Mã này còn tầm 15-20 chiếc vậy ạ. KT2 nhé các chị yêu nhé. Áo em mặc là KT2 125.000 ạ. À, dưới 65 cân em chốt đơn. Tại vì áo này nó áo co giãn mà chị. 48 cân mặc được ạ. 48-65 cân ạ. Sao đẹp ok chị hạnh phúc mong chờ chốt đơn ạ. Khánh Linh có đơn hàng nhá, 125.000 đồng một áo em bao giá các chị luôn ạ. Phương Phương ạ, Thư Võ chốt đợi, Trang Nguyễn có đơn hàng ạ. 125 ạ, cách số điện thoại cho em ạ. KT2 xịn đét luôn, các chị nhìn chất chiếc cho em này, đính đá nhá, gen của nó gọi là cứ thoải mái cho em ạ. KT2 số L ok chị Duy Anh ạ. À, cách mặc màu xám có màu đen chị, nó có đủ 7 màu ấy chị ơi. À, quần nhung hiện tại như em đang lẻ size chị ạ. Đang lẻ size, chị Đặng Thương ok chút KT2 ạ. Có cái mã mà 199.000 đồng ấy, chị để không biết để chỗ nào cái mã đấy. Em thấy đẹp quá mà không biết là còn nhiều không. Rồi ạ, KT2 các bác nhá. Chị ạ, nắm kỹ cho em cái form dáng của nó này. Dòng này thì ai cũng mặc được. Đấy, ai cũng mặc được luôn. Tiếp theo một mã này đủ size nhưng mà còn mỗi màu 1 gi. À mỗi màu 5 gi. Các chị nhá, à mỗi size 1 gi. Mỗi size. Các chị này, lên đơn mã này cho em là KT3. KT3 cách số điện thoại cho em mã hàng các chị yêu. Để chạy những cái dòng nóng, nói chung là mùa đông thì không thể nào thiếu áo giữ nhiệt bên trong. Nó rất là ấm. Để chạy gọn người ạ, à. Lên đơn hàng cho em là KT3. KT3 xem áo này bao nhiêu tiền đấy. 165. Rẻ thế á? Có rẻ quá. Giá này bán liệu có phá giá quá không các chị? Rồi ạ, KT3 cho em này, 165.000 ạ. 165 ạ, lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em cái này cổ cao nhá. Rồi nhận được hai áo len nhà em rồi, đẹp tuyệt vời. Eo ơi, em thề luôn ạ. Hôm nay nhà em chưa kịp kiểm áo len ý. Nếu mà có thì hôm nay em lên luôn. Nếu mà hôm nay kịp mà kiểm được hàng nó về sớm hơn một tí thì em sẽ kiểm luôn áo len em bán luôn. Nhưng mà hôm nay xin phép các chị để ngày mai em lên nhá. Để cho áo len ý. Đấy. Hay là lên các chị 1-2 mã nhỉ? Ừ, lên 1-2 mã áo len được không? Một tí nữa nhá. Rồi ạ, KT3 cho em ạ. KT3 là 165.000 một áo ạ. Form em có size là MLXL3 size. Dưới ạ, 65-66 cân đổ với em chốt ạ. 40 cân đổ lên các bác nhá. 40 cân đổ lên đến 65 cân đổ với em chốt đơn ạ. Các chị nhìn cho em ạ, đá của nó rất là sáng luôn. Đá ép nhiệt nhá các chị yêu nhá. Rồi chị Nguyễn Phương ạ, Nguyễn Xuân Hương ạ, Hương Vũ có đơn hàng ạ. Mẫu KT3 nhá các chị ơi. Chị thích quần nhung nhà em mà lắm chị chốt hai lần không được chị buồn ghê. Chị Phan Thùy ơi, ngày mai em sẽ kiểm tra lại luôn nhá. Lên mũ tí em loan lên chị Lê Nguyễn ơi. À, cho áo phong xanh à. Chị Toàn Thu che số điện thoại nhá. Chị Vân Tùng chốt đơn ạ. Lan Nguyễn có ạ. Chị Hoàng Điệp chốt đơn hàng ạ. KT3 kèm số điện thoại là các chị yêu mình lên đơn ạ. 165.000 đồng một áo. Đó, 165 cho em ạ. Chất của nó co giãn thoải mái, dòng giữ nhiệt cho em, hàng cao cấp chị nhá. Chị Nguyễn Trần ạ, chị Minh Tân ạ, Vũ Kim Tiền ạ. Rồi ạ, chị Trá Sánh ok em chốt đơn ạ. Rồi em cảm ơn chị Nguyễn Lan ạ, chị Hương Nguyễn chốt đơn nhá. Đẹp quá này các chị ơi. Đưa cho em từ cái túi cái mác của nó luôn ạ. Chuẩn hàng Quảng Châu, không phải hàng Quảng Châu, các chị giả lại cho em. Được chưa ạ? Đưa cho em cái túi của nó với. Bác nào mà hay mua những cái dòng áo đá này, các chị nhìn qua cái biết luôn. Sành mua hay mua nhiều ấy, nhìn qua phát biết luôn của nó là hàng rẻ hay là hàng đắt đúng không ạ? Rồi chị Hoa Nguyễn ạ, chị Duyên Mai ạ. KT3 chỉ có màu đen thôi chị. Áo đá chỉ màu đen thôi. Đấy, em sẽ lên cái mẫu khác, nó sẽ có kiểu là họa tiết một chút nhá. Cái mẫu kia còn hàng không? Có này hết. Liệu còn hết thật không hay là nó còn chỗ nào đó không? Chị thấy mẫu cọc cái gì mã không thấy. Bây giờ nhìn có mẫu mẫu nào họa tiết tí không? Thôi đưa cho em cái mã mà 200 nghìn. Rồi
KT3 kèm số điện thoại ạ. Cái mã kia có hàng chưa lên đúng không? Quần gì? Ừ. Chưa. Rồi cho em xin mã quần nữa đi. Lên cho nó hết luôn. Giá gọi là rẻ, từ quần lên, mặc quần lên, từ quần xuống luôn đây. Từ sai ạ? Từ 27-31. 27-31 nhưng mà mã này còn ít nhất luôn. Đấy, mỗi ngày ta chỉ là comment là Q817. Ô, 817 hôm qua có về hàng mà. Có về hàng như hết rồi. Hết sạch luôn này. Ôi, 817 này đắt hàng than luôn này. Q817 cho em. Đấy chứ ạ, Q817 kèm số điện thoại ạ. Q817 lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Chị ơi, lấy cho em size 28 đi. Em mặc size 27 bé, con này con nhỏ. Lấy cho em size 28 nhé. Rồi em lên Q817 luôn ạ. À, thế là chị Hải Yến. Nhưng mà kiểu máy nhà em lúc nào cũng bận đi. Đây, lên các chị luôn ạ, quần hàng Quảng Châu luôn nhá. Một mã nữa. Áo đá shop đẹp thật, em cảm ơn chị. Quan trọng là giá cả nữa. Đấy chứ ạ, đẹp nhưng mà đắt quá thì khách hàng không mua đâu. Cái mã kia xem còn không? Cái mã kia. Đây. Nhìn cái tay em chị. Chưa nhìn chị đã ghi nước đi rồi. Mã này nó một chiếc thì mình đi vào hầm cỏ. Chị biết đâu. Chị ăn nó về chỗ nào. Còn bây giờ chị. Chị mỗi chỗ một hai cái này. Chị bán cái này cái mai cái này này ra. Đầy cái gì cái loại chỗ này cọc chỗ đằng kia này có. Mã này vẫn đủ size không nhỉ? MLX này. Quần này cũng chốt dưới 65 cân, 27-31 chốt dưới 65 cân. Quần này chốt dưới 65 cân thôi nha. Áo là KT4 ạ. KT4 cách số điện thoại cho em ạ. Các chị nhìn đá của nó này. Hàng nói chung là càng cao cấp hơn ý, thì cái đá của nó lại càng sáng, đúng không ạ? Các chị lên đơn hàng cho em là mã gì ạ? KT4 ạ, kèm số điện thoại cho em ạ. Đủ size từ MLXL 3 size nhá. Dưới 65-66 cân đối với các chị chốt vừa cho em con áo này. Còn quần thì các chị từ khoảng là 44-45 cân ạ. Đến tầm khoảng là 65 cân đối với em chốt đơn ạ. Quần các chị comment cho là Q817 ạ. Q817 và kèm số điện thoại cho em. Áo à, khoác đằng sau ạ. Đơn của hàng của 801 này chưa lên hết. Rồi, áo em mặc là KT4 ạ, 199.000 đồng một áo. KT4 là 199.000 đồng, các chị yêu lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. KT4 đây ạ. Đấy, KT4 này, đơn tối qua chưa chốt xong cho chị Nguyễn Dung ơi. Ngày mai nhà em gọi chốt tiếp nhé chị nhá. Chị Hồng Vân chốt đơn hàng ạ. Chị Minh Tân ok, nhận hàng kiểm tra chất lượng cho em hãng thanh toán nhá. Quần là Q817 ạ. Quần Q817 ạ, dưới 65 cân đổ với em chốt. Rồi ok chị Võ Phúc, ok 817 2 chiếc này. Hôm nay chị được hàng rồi, lần đầu tiên mua hàng không cần kiểm tra mà ưng quá cơ. Em cảm ơn chị Hương Vũ sau ủng hộ cho em tiếp nhá. Đấy, bán hàng quan trọng là cái uy tín là thứ nhất này. Cái tâm nữa, cái tâm này với lại uy tín, sau rồi chất lượng này. Đấy, cái đấy nó phải đi đôi, đi song hành với nhau luôn. Bây giờ mà bán hàng ạ, giá rẻ nhưng mà hàng lại không mặc được đúng không ạ? Thì cũng vứt đi. Đấy, vừa giá rẻ này, vừa đẹp này, chất lượng ạ. Đấy, nhận hàng cho kiểm tra hàng thoải mái, hãng thanh toán là các chị yên tâm luôn đúng không ạ? Quần có túi sau không em? Chứ không, quần không có túi sau đâu, nó có túi trước thôi. Đấy, quần có đằng sau nó chỉ là túi giả thôi chị ạ. Đằng sau túi giả này. Lên trên là Q817, mã này hôm qua em hết sạch đấy, hôm nay mới về bù được thêm một ít nữa thôi ạ. Áo em mặc là KT4 ạ. Còn quần em mặc là Q817 kèm số điện thoại cho em ạ. 219.000 đồng một quần ạ. 219 ạ. Áo phao xin phép các chị là hôm nay áo phao nhà em bị chưa kiểm được hàng ấy. Ngày mai em kiểm được đủ hàng thì em sẽ bán sau nhá. Còn bây giờ là chưa kiểm được, em chưa biết là size số nó có những cái size gì ấy. Thì ngày mai em sẽ lên sau được chưa ạ? Áo em mà là quần em mà là Q817 đúng không? Áo em mà là KT4. KT4 là 199.000 đồng một áo ạ. Phong các chị dưới 65. Đấy chưa ạ? 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn hàng. Các chị nhìn cho em cái điểm nhấn này. Cổ nó sẽ là cổ tròn ấy chiêu nhá. Tay của nó là tay gen đình đá cho em ạ. Toàn bộ tay gen đình đá nó rất là đẹp sang, nhất là chị nào hay mặc áo vest ấy, hay áo di lê ấy. Đấy, nhìn cho em một cái điểm cổ nhấn này. Và điểm tay của nó là điểm nhấn cho em ạ. Rất là đẹp xinh luôn nhá. Chị Lương Luyện ok, quần là 219 ạ. Áo là 199.000. Quá rẻ luôn đúng không? Quần này các chị ra ngoài bét nhất cũng phải mua tầm 320. Đấy, đến 350 hoặc là 370, 380.000 một quần. Nó là hàng Quảng Châu ạ, em cao có 1m57 thôi chị ạ.
Nói chung là những cái dòng quần này các chị cao là cắt không bị cắt gấu. Đấy, tại vì là những cái dòng này form của nó hàng Quảng Châu nên là quần nó sẽ là dài hơn hàng Việt Nam. Thì chị ạ, quần nó sẽ dài hơn hàng Việt Nam. Lên đơn hàng cho em ạ, quần em cao 1m57 thôi chị ạ. Em không cao như người mẫu đâu, cũng cỡ là không cao quá, không thấp quá, dạng vừa vừa thôi. Chị Nguyễn Yến, ok, chị Mai Luyện có đơn hàng ạ. Mua nhà Loan mấy năm rồi, lúc nào cũng ưng em. Cảm ơn chị Trang Nguyễn nhé. À đấy ạ, đặt 2 lần nhưng chốt đơn có 1 lần thôi. Cố gắng cho em ạ. Chị em xin nút chia sẻ để mình lấy tương tác với nhau nhé. Chị Ương Nguyễn ạ, Nguyễn Thị Lâm có ạ, Nguyễn Hưởng chốt đơn hàng ạ. Q817 em mặc nhá. Còn áo là KT4 ạ. Áo em đang mặc là KT4, kèm số điện thoại em qua mẫu nhá chị yêu nhá. Qua một mẫu áo nữa này. Mã là KT5. MLX đúng không? Vẫn còn đủ size MLXL. LXL 2 size à? Mã này LXL 2 size siêu nhá. Còn 2 size. Form trước các chị dưới 65 cân ạ. Dưới 65 cân áo lưới 2 lớp cho em. Đấy, nó cũng là dòng giữ nhiệt nhưng mà nó sẽ là chất lưới nhá. Bắc Giang có ship không em? Bắc Giang em vẫn ship bình thường chị ơi. Vẫn ship bình thường, trừ khi là vùng dịch đang vùng đỏ đấy em cũng ship được hàng thôi ạ. Cảm ơn chị Lan Nguyễn nha. À, quần Q4 bụng chị to không vừa, chị đổi được không? Đổi được chị ơi, gửi lại em đổi. Chị ạ, đổi size đổi mẫu thoải mái. Chị Liên Nguyễn rồi, chị Nguyễn Hương có ạ, Hồ Thị Ngọc có đơn ạ. À chị Nguyễn Đỗ Nguyễn ạ, cho em xin lại số điện thoại. Hôm nay đặt hàng ạ, thử đặt lại một lần nữa xem có được không nhá. KT4 thì 60 cân ok. Áo em mặc là KT5 đúng không? KT5 kèm số điện thoại cho em. 165.000 một áo ạ. Đá nó cực sáng luôn. Em thấy luôn cái đá của nó còn sáng hơn trên line ấy. Bên ngoài đá sáng hơn trên line thì cái ánh sáng nhà em nó hơi bị dìm. Để chạy hơi bị dìm. Quần em mặc size 28 ấy chị ạ. Quần này form này em mặc size 28. Còn các quần kia thì nói chung là tùy từng form ấy. Tùy từng form quần khác nhau. Có quần em mặc size 27, có quần em mặc size 28. Thì em mặc mẫu nào lên thì em sẽ báo cân nặng chiều cao luôn các chị yêu nhá. Quần em mặc là Q817 thì có size các chị từ 44-45 cân cho đến tầm khoảng là 65 cân đổ về em chốt đơn. Áo em mặc là KT5 đúng không chị? Dưới 65 cân ạ, từ khoảng là 48 cân đến 65 cân đổ về em chốt. 48 đến 65 cân là 165.000 một áo ạ. Dòng áo giữ nhiệt cho em hàng cao cấp đấy chị yêu này, KT5 nhá. Chị Trí Đức ok, đồng ý 8 ạ, Bắc Trần chốt đơn ạ. Tôi quá, tối quá. Đấy, tại vì em mặc nguyên cây đen nên trên line nó sẽ hơi bị tối. Ngày mai sẽ chỉnh ánh sáng hơn. Nói chung là như thế này là thật nhất rồi các chị ạ. Người thật việc thật luôn, không có lại áp ảo các chị ạ. Áp ảo thì nhiều khi là cái màu của nó không được thật so với bên ngoài đâu. Đó, nhìn trên line đẹp long lanh nhưng so với cái màu trên ngoài các chị nhận được hàng lại nó không được đúng cái màu so với thực tế. Đấy, em đang line áp gọi là áp thường, áp thật nhất. Chị Nguyễn Đông ok, chị Dũng Hoàng Sang chốt đơn ạ. KT5 kèm số điện thoại cho em ạ, 165.000 đồng một áo các chị nhá, 165. Lỗi gửi là em đổi nhá chị ơi. Cái nào ví dụ bây giờ 1.000 hàng em không thể nào bóc từng cái em kiểm tra được. Mà với chị nào mà nhận được hàng mà có bị lỗi, các chị gửi lại bên em đổi cho thoải mái mà. Quần chị không phải hỏi đâu chị ạ. À, không phải hỏi là áo chị bị rách hay bị lỗi có đổi được không. Đấy, cứ lỗi gửi lại như em đổi. Quần chị mặc là quần chất u mì ép em ơi. Áo đá cổ 3 phân à. Đá cổ 3 phân hiện tại em đang hết chị ơi. Q9, Q bao nhiêu? Q này Q8 17 chị nhá. Rồi chị Hồ Liễu có đơn ạ. Áo em mặc là KT5 kèm số điện thoại ạ. KT5 lên đơn kèm số điện thoại ạ. Đẹp chất đúng không? Len pha lê đi ạ. Ôi Thu Huyền mấy ngày hôm nay hỏi len pha lê mà chị bận quá chưa kiểm tra được len pha lê còn mẫu gì em ơi. Đặng Ánh Tuyết rồi ạ, chị Hưng Lê chốt đơn ạ. Mẫu này đi, em tiếp mẫu này, áo này xả rẻ nốt cho bác luôn.
này mặc lên thì quá chất luôn này. Đấy là thì dạ, mặc lên quá đẹp luôn. Lên mẫu này cho em là em còn LXL đúng không? LXL 2 size. Mã này lên chưa là KT6 á. Dòng lưới cái diều nhá, chất lưới hai lớp. Để chạm cái ngực rồi sẽ có nhấn, nó sẽ có nhún cho em. Lên mã này cho em ạ. À chị ơi, gửi đơn giản mà như kiểu gửi thư ngày xưa ấy chị. Cứ ra bưu điện gửi thôi. Bưu điện là gửi cho địa chỉ của chị này, số điện thoại của chị này, xong là gửi đến địa chỉ của em, rồi là số điện thoại của bên shop em ý, là nhận được thôi. Đơn giản mà chị. Đấy, cái ra bưu điện là người ta sẽ hướng dẫn cho mình ý, ra cái điểm chuyển phát ở bên vận chuyển hàng ấy, là người ta sẽ gửi, sẽ hướng dẫn mình gửi gửi hàng lại cho em. Nhận được hàng sẽ báo các chị đổi đơn nhá. Rồi các chị này, mã áo em là KT6, còn size LXL đúng không? LXL 2 size. Form này chốt các chị tầm khoảng là 46-47 cân ạ, đến tầm khoảng là 65 cân đổ về chốt đơn. Tặng các chị nốt ạ, 125.000. Ok chưa ạ? Tặng các chị mã này kèm đơn luôn, 125.000 đồng. Lên đơn hàng kèm số điện thoại KT6. Ok chưa ạ? KT6 ạ, kèm số điện thoại. Ngày mai bác nào có đơn hàng lấy thêm mã này cho em ạ. Đẹp xịn xó luôn, em xả nốt các chị là 125.000. Đó, cái phần ngực của nó sẽ có cái nhún đấy chị yêu này, rất là đẹp luôn ạ. Cổ không quét sâu quá các chị nhá, quét vừa cho em đắm cổ phim ạ. Lên mã hàng cho là KT6 ạ, kèm số điện thoại. Trước mã KT4 là mã gì? KT3. Chiếc KT4 là KT3 rồi. Tí xem lại like cho chắc chắn nhá. Ok chưa ạ? Cái lưới này ở tay nó sẽ là một lớp, nhưng cái phần thân nó sẽ là hai lớp, các chị mặc không bị hở. Thì chị ạ, xịn tuyến ạ, trần hoa chốc đơn ạ. Duyên Mai có đơn hàng 125.000 ạ, còn không bằng cái áo phông đúng không? Xả rẻ các chị hơn không bằng cái áo phông luôn ý. Đấy, KT6 ạ, toàn bộ của nó hàng chuẩn xịn hàng Quảng Châu luôn. Bây giờ em giá là giá sale các chị yêu nhá. Chị Huệ đặng lên lại số điện thoại giúp em với chị ơi. Rồi, em không đọc tên các chị ơi, tại vì là đọc tên hết các chị thì không còn sức để mà bán hàng luôn ấy. Nhưng các chị cứ lên đơn kèm số điện thoại trên là mình chốt đơn ạ. Nhưng em lọc đơn trên máy là chị nào cứ có số điện thoại trên là có đơn ạ. Thấy chưa? KT6 này. Ô các chị hỏi Paka quá, hay lên tiếp một mạng Paka đi nhỉ. KT6 ạ, lên áo đá ngắn tay đi em à. Đá ngắn tay thì mình còn mã nào không nhỉ? Mã này chưa lên. Lên đẹp đúng không? Con này lên đẹp quá các chị này, nhìn cái tay áo của nó này. Đấy, ren cho em nhé, ren đình đá KT6 cho em, 125.000 một áo ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Chị Nguyễn Vân trên số điện thoại chị ơi. KT, chữ cao chữ T ấy. À, chị Đinh Tuyết Mai comment gì em không hiểu. Chị Đoàn Hậu có KT6. Rồi, cảm ơn chị Hải Yến. Rồi, nhà Loan bán gì cũng rẻ hơn nhiều so với những shop khác mà hàng rất ok. Cảm ơn chị Hải Yến nhé. Lên phao dáng dài đi em à. Ủa. Cái áo kia xem còn dây gì xả nốt cho gọn hàng nào. Nguyên size 2X. Rồi, quên nguyên size 2XL á. Cái này còn nguyên size 2X à. Cái này em tặng kèm cho chị nào tầm khoảng là 60-65 cân nhé. Để em vô thử cho này. Còn cái này còn nguyên size 2XL đấy. Còn nguyên size 2XL. Em xả luôn này. Cái này cho chị nào tầm khoảng là 60 cân đến tầm khoảng là 66 cân. 60-66 cân chốt đơn ạ. Tặng các chị luôn 99.000 nhá. Còn nguyên size XL, các chị comment là KT7 ạ. KT7 em còn nguyên size to chị yêu nhá. 99.000 ạ. À, khách VIP rồi không cần số. Chị Nguyễn Vân ơi, khách VIP thì không VIP ý. Ngày mai mà chị vớ phải nhân viên mới nó chốt đơn ý, không có số là nó không gọi đâu. Có số điện thoại mới lên đơn được. Tại vì em nhọc đơn trên máy mà, trên máy tính ý. Thì nó kiểu là nó làm sao biết được khách quen khách lạ chị. Có số điện thoại thì nó mới lên đơn được. Đó. Chứ nhà em không phải chốt thủ công mà nhìn thấy là chị là tên là Nguyễn Vân là biết là chị này, chị khách quen đâu, máy nó không biết là khách quen đâu. Rồi ạ, chị Đinh Xuân nhá. Mỗi em mặc là gửi đây, KT7 à? KT7 tặng luôn 99.000. Nó còn tầm khoảng 10 cái à?
Còn tầm 10 cái size 2X. Đấy, 99 nghìn đồng một áo. Lên đơn hàng kèm số điện thoại, em không mặc lên nữa nhá. Không mặc lên nữa tại vì là không còn size nhỏ. Bác nào vừa size to là chốt luôn ạ. 60-65 cân ạ, chị Phạm Liên nhà em. Khách vẫn đặt đơn bình thường mà sao là khó. Nếu các chị xem lại sau like, các chị nhắn tin được chưa? Hoặc là gọi điện trực tiếp để chốt đơn hàng. Có gì khó đâu, chị Hồng Vân rồi chốt đơn rồi này. Chị Nguyễn Thị Thu Nguyệt chốt đơn ạ. Chị xinh gái, Phạm Tuấn ok. Áo em mặc là KT6. Chị lấy hai đơn xỉ nhà em rồi. À rồi ok. Đây chị là à rồi ok. Tại vì là em không chốt đơn nên em không biết ý. Chỉ có nhân viên chốt đơn mà hay làm đơn xỉ thì các bạn biết thôi. Rồi qua mẫu chị ơi. Cho em một mã cộc tay, à tay lỡ đi. Liệu các chị yêu một mã tay lỡ nhá. Kệ bà thì lên luôn mã quần này nữa luôn nhá. Đúng không? Mã quần này còn chục cái. Lên luôn. Còn chục cái lên luôn. Quần là mã em nhận ra rồi. Q817 nhá. Quần em mặc là Q817 chị Hoàng Hoàng ơi. Chị ở Hà Nội đúng không? Đây. Đây này các chị đang lấy xỉ quần này không có dưới 200 mấy đúng không? Nhìn cho em này, quần nào Quảng Châu lên tiếp một mã quần nữa nhá. Từ size 27 đi lên. Quần này từ size 27 này các chị này. Lên đơn mã này cho em là Q818. Áo em mặc là 125.000 ạ, KT5. Đúng không? Áo em vừa mặc đây là KT5 đúng không? Nhưng em không có khẩu trang chị ạ. Áo em đang mặc là KT5. Đúng rồi, áo em mặc là KT5. À KT6. KT6 á? KT6, cái vừa dâu là KT7. À rồi rồi, áo em mặc là KT6. Quần này là Q818 ạ, còn ít nhá chị yêu nhá. Mã này còn ít nhất thì em sẽ lên các chị gần như là cuối cùng. À, cảm ơn chị Liên Nguyễn. Đây các chị này. Nhìn quần cho em này, lên mã này cho em là KT. À quên, Q818 ạ, Q818 kèm số điện thoại ạ. Em xem quần này có mấy size không? Từ size bao nhiêu ấy? Từ 27-31 đúng không? Vẫn đủ size nhưng mà còn ít này. Q818 nhá. Em hứa là chốt cho tầm khoảng 20 chị thôi. Đúng không? Không biết là có được 20 chị không ai nhưng mà ít. Đủ size nhưng có ít. Lên cho là Q818 ạ, 219.000. Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Dòng quần hàng Quảng Châu, nhận hàng bóc hàng kiểm tra hàng cho em thoải mái ạ. Lên mã này cho em là Q818 ạ. Áo em mặc là KT8 nhá các chị ơi nhá. KT8 là áo tay lỡ, áo đá tay lỡ cho em ạ. KT8 kèm số điện thoại cho em. Tặng bao nhiêu tiền? Mấy size chị? MLX đúng không? MLXL 3 size. Q818 này. Chưa vào giá các chị đã chốt rồi. Các chị ơi, lên cho em là quần là Q818, áo em mặc là KT8 nhá các chị ơi nhá. KT8 ạ, 129.000. Ok chưa? 129.000 đồng một áo. Hoặc các chị thoải mái ạ, dưới 65 cân đổ về em chốt đơn ạ. 45 cân đến 65 cân em chốt đơn hàng ạ. KT8 ạ, KT8 là áo như chiêu nhá. Là mã hàng áo tay lỡ, áo đá này, áo đá ren tay lỡ ạ. Lên áo ren đá đây chị này, ren đá tay lỡ đây, những cái dòng này dễ mặc nhất luôn đấy chị. Đấy những cái dòng này dễ mặc nhất luôn, mình mặc bên trong nhá. Hoặc là mặc bình thường như này ạ, mùa đông mùa hè mặc được hết. Đó các chị này, chất của nó là chất thun lạnh hàng Quảng Châu cho em, đưa cho em nguyên túi chị ơi. Túi mắc đây, cho các chị xem ạ, túi mắc thẻ bài luôn ạ. KT8 em sạc các chị là 129.000. Lên mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. KT8 129 các chị này. Em bao giá luôn riêng mà em đã bán cái giá 129.000 đồng ạ. Không nhập được, cách xỉ không nhập được luôn. Đấy, xỉ lẻ gần như bằng giá nhau rồi. Các chị ạ, KT8 nhá. KT là áo, được chưa ạ, quần là quy. Đó, mã này chị lấy rồi rồi, tím lên mã khác nhiều mã lắm chị ơi. Nó phải mấy trăm mã áo đá cơ. Mấy trăm mã các ạ. Rồi ạ, KT8 cho em 129 ạ. Nhận hàng, bóc hàng, xem hàng cho em thoải mái.
bóc hàng xem ạ, xem hàng thoải mái dòng bác vàng này cho em này. Để chạm các chị đang mua ngoại trường không dưới 200.000, em tặng các chị 129.000 một áo ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Tiếp theo lại lên giày tay. Đấy. Ôi mệt quá, để em thở tí rồi em lên tiếp. Thở tí lên tiếp, để chạm KT8 cho em. À, xanh dài mũ lông kia là đâu? Dài này hay dài này? Dài phao kia là 1.200.000 là giá sale nhá. Còn đây là 389.000 đồng là alpaca. 389.000 là alpaca. Còn áo là KT8 là 129.000 ạ. Chốt quần nhé Loan, quần là Q nhá, quần là mã Q cho em. Đấy chạm Q818 ạ. Q818 là 219.000 đồng ạ. Về nhớ cho em xin lời nhận xét về cái quần này các chị không nhá. Tại vì là hàng này em bán chỉ được một lần thôi, không có lần thứ hai, không có hàng về nữa ấy. Vì hàng nó tỷ năm mới được một lần giá sale thôi ạ. Thì Thi Lê rồi ạ, Phạm Thị Đụ chốt đơn ạ, Tạ Thúy có, Nguyễn Thị Hồng Thủy rồi, ok chị yêu chốt đơn hàng ạ. Rồi tiếp theo qua các chị một mẫu giày tay đi, đúng không? Giày giày tay cho sướng luôn. Xem chị soạn trong kia xem có mẫu nào giày tay đi. Xem mẫu này xem bọn em còn mấy size thôi. Nhiều kiểu lắm chị ạ. Áo đá, riêng áo đá như em đếm sơ sơ cũng khoảng tầm khoảng là mấy trăm mẫu. Mấy trăm mẫu áo đá. Một buổi live chỉ lên được cùng lắm là tầm khoảng là 20 mẫu áo đá thôi. Đấy, đấy là lên căng căng đét luôn, là tầm khoảng 20 mẫu áo đá. Đấy là một buổi live. Các chị này, mẫu này là KT9 nhá. KT9 em tặng các chị nốt là 129.000 dài tay ạ. Dài tay cho em 129, dòng này của hàng FT3 các chị nhá. Dòng FT3, KT9 ạ, dưới 65 cân em chốt đơn ạ. Chị tìm cái gì trong đấy đây? KT9 cho em. Mặc cây đen trên line hơi khó nhìn tí nhỉ. Đấy, à, áo xanh trên canh à. Xanh trên canh nó em còn đúng một cái, chị có lấy nốt không? Xanh trên canh là con này. Cái này còn đúng một chiếc duy nhất này. Hay em còn đúng một em duy nhất thôi, tháo luôn nhé. Ban nào lấy nốt cũng giảm 150 này. Còn một chiếc size L. Cái này còn đúng một chiếc size L, bộ em có lên chị ơi. Đây. Cái này còn đúng một chiếc size L, các chị từ 55 cân ạ. 55-56 cân nhé, cho đến tầm 62-63 cân. Đằng trong này có cái dây rút eo các chị này. Eo to eo nhỏ các chị chỉnh dây eo bên trong cho em. Da dàn di em không có chị ạ. Áo em mặc là KT9 đúng không? Áo mặc trong là KT9. Các chị comment cho em, cái dáng này cũng là dáng kiểu bắc ca nhưng mà hàng cao cấp nhá, không lót lông. Nó chỉ có hai lớp, một lớp bên trong là lớp lót lụa thôi ạ. Cái này mặc cái này là quần sóc thì nó sẽ đẹp hơn, quần sóc của đi bốt, của cao hay của thấp ấy. Mã này các chị comment cho em là áo xanh đi, áo xanh kèm số điện thoại cho em ạ. Còn đúng một chiếc em sẽ đặt cho chị là mẫu áo xanh nhá. Áo xanh. Đấy, 450 ạ. 450.000, còn đúng một chiếc ạ. Hoặc em 45, em đang bán là 470. Em tặng các chị là lốt là 450, còn đúng một chiếc duy nhất thôi. Ok chưa? Áo xanh kèm số điện thoại ạ. Đúng một em duy nhất luôn. Hàng cao cấp nhất, bên ngoài của nó là chiếc kaki ướt. Đó, bên ngoài là kaki ướt cho em ạ. Các chị lên đơn hàng cho em là áo xanh nha, kèm số điện thoại cho em ạ. 450.000 nốt, còn đúng một chiếc thôi ạ. Đấy, này chị ơi, áo em mặc là KT9 này, đúng không? Dưới 65 cân em chốt đơn. Đính đá cho em hàng của FT3 ấy, chị nhá. Em chào chị Thắm Hồng. Lấy áo này về bán nữa không em à? Áo gì chị? Nó còn, nhưng mà còn màu khác chị ơi. Nó còn màu nâu với lại màu be ấy. Nâu be đen em còn 3 màu nhưng mà mã khác chị ạ. Quần Q818 áo là KT9 nhá. KT9 ạ, kèm số điện thoại ạ. 63 cân không vừa chị ơi, 1m48 và 63 cân để mặc không vừa chị ơi. Mặc nó sẽ bị dài đấy ạ. Chị Thanh Dương cho em xin số điện thoại của chị, em kiểm tra đơn hàng rồi. Em sợ bị lạc đơn đi, sót đơn ý. Quần em mặc là Q818 chị ơi. Áo em mặc là KT9, các chị nhìn cho em cái cổ rất là điệu luôn nhá. Bây giờ áo rẻ 5 rẻ mấy bây giờ em không nhớ đâu chị ạ.
áo đá chữ Gucci trước ngực à. Bây giờ ngày mai phải soạn mẫu cơ. Bây giờ có nhiều mẫu lắm, bây giờ nói cũng không nào nhớ hết được ấy. Cái nào cũng đẹp, cảm ơn chị ạ. À, Thảo Nguyễn ok chị luôn nhá. Chị Lan đào chiếc KT9 này, qua mẫu nha bác ơi. Đây mà lấy mà vừa lại bới trong kia lại ra đây một trận đấy. Đây này KT9 này bán bao tiền đấy? KT9 này là 129.000. Vừa đi bới tận ở dưới đấy thùng ra này. Còn tiếp theo lên các bác một con FT3 nhá. Lên một con FT3 luôn này. Tay này chắc là tay lỡ nhá. Tay lỡ. Cái này là ánh sáng của em nó còn bị tối. Nếu mà nhà nào kiểu làm ánh sáng mà nó sáng ấy, nhiều bóng ấy, rồi ôi lên like áo đẹp long lanh luôn. Đây là nhà em đang cháy mấy cái bóng thì nó hơi bị tối ạ. Các chị comment là mã này là KT10 chị yêu nhá. KT10 ạ. Mấy size chị? MLX à? MLX L3 size. Đấy, KT10 các chị lên đơn hàng cho em và kèm số điện thoại. Em tặng khách trên like của em là 129.000. Ok chị ạ, 129 ạ. Lên đơn hàng, giá này em gọi là cho nó nhanh hết hàng ấy. Đấy, quần là 219.000, còn áo là 129.000 đồng ạ. Các chị comment mã này cho em là KT10 nhá các chị nhá. KT10 kèm số điện thoại ạ. Hai cái 60 cân mẫu đá chị ơi, comment như thế không lên đơn được nhá. Comment mã hàng giúp em với ạ. Còn ngày mai thì các bạn sẽ không chốt được như là cho chị hai cái thì em thích cái nào chọn cho chị cũng được, như thế là không lên đơn được đâu chị ơi. Đấy, ví dụ như bây giờ em thích nhưng chị không thích. Đấy, rất là khó. Ở em mà là KT10 em xả 129.000 đồng ạ. Tay lỡ cho em ạ. Tay lỡ. Đây các chị này, nhìn tay đá cho em, ren đá hết toàn bộ cho em ạ, ren đá này, đính cổ đá cho em ạ. Cổ rất là sang luôn ạ. À. KT10 nhá, 129.000 đồng một áo ạ. À. Lên mã hàng kèm số điện thoại ạ. À. Lên con này ạ. Đâu? Còn nhiều không? Mã nào còn nhiều thì lên nhá. Còn ít thôi. Còn ít thì bàn mấy cái thì bán gì. Chị cho em xem cái cục tay đá nào. Da nhung còn em ơi. KT10 cho em nhá, 129.000 ạ. À. 129 lên đơn kèm số điện thoại cho em ạ. Đấy, dòng cao cấp của FT3 các chị ơi, không một suy nghĩ câu nào. Bây giờ bình thường nếu mà cái giá mà hơn 100.000 thì các chị chỉ mua được hàng kiểu gia công thôi. Đá của nó rất là dễ bong, như đá của em các chị này. Dòng hàng cao cấp các chị mua được trước giá toàn bộ 220-250. Bây giờ em xả các chị có 129.000. Đấy, cái mẫu này các chị tầm khoảng 66-67 cân các chị cũng thoải mái vừa cho em. Đây 66-67 cân đổ về em chốt đơn ạ. Lên mã hàng và kèm số điện thoại ạ. KT mấy ạ? KT mấy nhỉ? 10. KT 10 ạ. KT 10 đúng không? Ok, chị Nguyễn Thị Hồng Thủy này, chị Nguyễn Thu Phương chốt đơn ạ, chị Bé Bông này, Nguyễn Lê Thị Quyên chốt đơn hàng ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em là KT 10 ạ. Vì những cái dòng này các chị ơi mặc nó đẹp, nó sang lắm. Đấy, lên áo len đi shop à. Trời ơi, chị Vi Tuần à, Vi Huần à. Xem có mẫu áo len ngày hôm nay đã soạn được mẫu nào chưa. Nhiều áo len mẫu mới về cho nên em chưa soạn được hết. Lên bộ nhá. Lên một cách chỉ một mã bộ hôm nay về đủ size đi. Lên cho cái màu cam này. Màu cam này. Cái màu gì có đủ size nhỉ. Hàng về cứ phải kiểm xem mẫu nào đủ size mới dám bán ấy. Nào lẻ sai khổ lắm, bán hàng cứ phải nợ đơn của khách. Sao lại lẫn sang bên đây được? Đâu? Này. Đâu cái này em vừa bỏ mẫu lên mà, nó về trên cái tay bé. Bộ hôm nay về được bộ B46 nhưng nó về được màu cam đủ sai, được các màu khác thì nó chưa đủ sai nhá. Xanh lá rồi này. Ở đấy tất cả nó có những cái màu gì ấy. Rồi lên một mã bộ nữa. Màu cam đi cho. Màu cam thì em bị bù gù gấp này. Cam mệt quá, cam đậm cho em. Này, treo trên đây này. Hả? Treo trên đây cũng còn bộ nào. Hết sạch thì xanh luôn mà.
Rồi áo em là KT10 nhá. KT10 kèm số điện thoại này. Dây nhung cổ tàu kiểu trơn em có chị ơi. À, để ngày mai em soạn trong kho ra xem còn mẫu nào nhé. Tại vì là mỗi mã nó còn một tí, mỗi mã còn tí. Màu tím này có size bé mà. Tím phải được size bé không nhỉ? Đây. Chết rồi. Đây đây đây. Ừ. Không về. Để em ký lên bộ luôn. Rồi ạ, cho em một mã áo đá tay lỡ đây cho các chị dồn đơn luôn đi. Đợi em một xíu nhá, lên luôn mã này. Lên tiếp các chị một cái con của FT3 để luôn ạ, KT11 nhé. KT11 đủ size số, cái chạm đủ size đủ số, các chị từ khoảng là 42 cân ạ, 42 cân đến khoảng là 66-67 cân, 42 cân đến 66-67 cân em chốt đơn hàng ạ, KT11 ạ, KT11 kèm số điện thoại ạ. Cái gu mà hàng đá này thì các chị gửi chốt cứ 10-20 chiếc một đi. Đấy. KT11 cho em tặng các chị nốt 129.000 đồng ạ. Form các chị là đủ size nhá các chị nhá, MLXL. 4/40 cân là được rồi ạ. Trên 40 cân đến tầm khoảng là 66 cân. Ôi phải mua hết KT11, đẹp quá chị ạ. Hôm trước em về hết sạch luôn ý. Là chuyến này là chuyến sau về nó mới còn hàng ấy chị. Chuyến sau về mới còn sót lại thôi. KT11 cho em 129.000. Ôi, các chị nhìn này, phát biết luôn hàng đẹp này. Dòng FT3 luôn, đá đấm của nó sướng đời luôn. KT11 đúng không? 129.000. Giá này giá tặng nó xả đó các chị ạ. Tại vì nó số lượng nó còn ít nhá, mỗi mã nó còn tí một thôi. KT11 cho em ạ. MLXL em có 3 size chứ không phải hàng em là hàng 1 size đâu nhá. 1 size của nó sẽ là hàng rẻ thôi ạ. Đấy, KT11 cho em ạ. 129.000 đồng một áo. Bao giá cơ bác luôn. Chị Trần Kim Huệ ok này. Thị Lê có, chị Hà Mai chốt đơn hàng ạ. Chị Nguyễn Hiền ơi, comment có dấu hộ em với. Em không đọc được chị comment, chị hỏi em cái gì luôn ấy. Chị Hoàng Thúy Lành ok thì chị Hương chị chốt đơn hàng ạ. 129.000 ạ, chị Trâm Vũ ơi, chị Duyên Mai có đơn nhá. 129.000 đồng các chị lên đúng mã kèm số điện thoại cho em mình chốt ạ. Chị Sang Triệu có đơn ạ. Ủa, ship toàn quốc 30.000 một đơn. Đấy. Ơ, áo có cả đá đỏ à? Đá đỏ cái mã nào có nhiều cái chị đưa cho em nào. Mã này có ít quá. Ship code toàn quốc 30.000 một đơn. Các chị thích mua bao nhiêu sản phẩm cũng được. Đấy, một sản phẩm cũng 30.000 tiền phí ship. Và các chị mua 3 sản phẩm cũng 10 sản phẩm cũng vẫn 30.000 tiền ship thôi. Mã hàng cho em là KT11 các chị nhá. KT11 ý, kèm số điện thoại cho em ạ. 129.000. Bắt đầu cái sạc nó lại dở trứng rồi. Điên thế chứ đấy. KT11 chị ơi. FT3, đá FT3 cho em ạ. Chị Võ Phúc có, chị Thu Hương có đơn ạ. Lên đúng mã cho em nhá. Chị Yến có đơn hàng ạ. Đá đỏ à? Rồi lên các chị một mã có đá đỏ, lúc nãy toàn lên đá vàng đúng không? Phủ Lý Hà Nam à? Ngày mai em kiểm tra lại chị nhá. Hôm nay cứ lên đơn đi, ngày mai nếu mà đi đơn được thì em sẽ đi luôn. Rồi, món này là đá đỏ cho em, nó giống mã này nhưng nó là đá đỏ chị nhá. Món này là KT12 ạ. KT12 ạ, shop em bán rẻ hơn mấy shop khác nhiều. À thế là chị em chẳng biết rồi, tại vì em ăn lãi mỏng lắm. Một con áo đá này em được lãi chị mấy nghìn thôi. Được chưa ạ, được khách lẻ 10.000 một cái. Được khách lẻ 10.000 một cái. Không biết các chị có tin không. Các chị này, KT12 nhá. KT12 lên đơn hàng ạ. Các chị nhìn đá đỏ cho em này. Được chưa ạ, dòng FT3 cho em ạ. KT12 cách số điện thoại cho em ạ. Mẫu đẹp mà mặc size nào cũng ưng à. Em cảm ơn chị nhá. Hôm nào tổng hợp tất cả những cái mẫu lẻ em tặng các chị vài chục nghìn luôn. Nhưng mà đợi hôm nào nó còn số lượng, gọi là mỗi mẫu còn ít 1-2 chiếc thôi.
Bây giờ là mẫu này tất cả của nó đa số là nó vẫn đủ size. Lên mẫu này cho là KT12 ạ. Áo đá dài tay còn chị ơi, còn nhiều. Em nhập của nó mấy vạn áo mà chị. KT12 kèm số điện thoại ạ, 129.000. Đủ size không chị? MLXL3 size ạ. KT12 lên đơn hàng cho em ạ. Mẫu này còn tầm khoảng còn đủ size mà còn ít nhất luôn ấy nhỉ. Còn ít nhá. 129.000 một áo ạ. Lên đơn hàng cho KT12 ạ, kèm số điện thoại này. Nhìn cho em cái tay của nó này, KT12 cho em. KT12 cách số điện thoại cho em ạ, cổ kim đá đỏ cho em nhá. Đá đỏ các bác ơi. KT12. Thon dáng quá đẹp luôn. Cho em một mẫu dài tay xong mà em lên đồ bộ nhá. Tiếp một mẫu dài tay em lên đồ bộ luôn. Các chị ngắm kỹ cho em có mẫu KT12 này. Lên đúng số điện thoại cho em có đơn. Để chị ạ, comment chuẩn mã hàng giúp em với ạ. Em mặc size M chị. Vì hàng có giãn mà dưới phải bán các chị dưới 65-66 cân. Chị Nguyễn Thị Lâm nhá. Dưới 65-66 cân em chốt. Các chị tầm khoảng là 43 cân đổ lên, 42-43 cân. Đấy tầm khoảng 65-66 cân đổ với em chốt đơn hàng ạ. Trần Nga ơi, KT11 có. KT cho em cái mã KT 8810 à? Là cái gì? 8810 là cái gì nhỉ? Áo đá ống tay mỏng còn không? Bây giờ đá ống tay mỏng còn không? Em không nhớ chị tải như thế. À em cảm ơn chị Huy Anh nhá. Nói chung là khách hàng khách tự giới thiệu cho nhau ấy. Đấy. À chị Nhung Kính Tân Thúy ơi, cho em số điện thoại của chị đi. Chị lấy size M nhé, ok chị. Nói chung là có size số hết cho các chị đấy ạ. Ừ, đưa đây cho em nào. Mấy size? KT, bạn KT giúp em với. Mai chốt đơn cho chị để có động lực mua hàng em nhé. Trần Quyết là ai đây? Ngủ thôi em. Đây mã này cho em này. Mã này là tặng kèm đơn nhé các chị nhá. Tặng kèm đơn ạ. Gần giống cái mã 6828 à. À. Để ngày mai em kiểm tra đã chị ơi. Nhiều mã bây giờ nhắc các em không nhớ đâu, không lát nổi đâu chị ạ. Mấy size nhỉ? MLXL đúng không? Mã này MLXL 3 size. Lên cho em mã là KT13. Quần checking à, checking à. Nhà em chỉ có quần legging với lại quần baggy thôi. Giò ngắn A7 A10 là mã nào? Mã này từ 40 cân đến tầm khoảng 62 cân. Để chạm 40 cân đến 62 cân chốt đơn hàng ạ. KT10 mấy? 13. KT13 MLXL 3 size ạ. Em tặng khách kèm đơn hàng cho em là 125.000 đồng một áo. Để chạm 125.000 đồng các chị lên đơn hàng. Mã này ngày mai chị nào có kèm đơn cho em nhé. Để chạm có kèm đơn hàng cho em là KT12 ạ. KT13. KT13 kèm theo số điện thoại cho em các chị mình chốt đơn ạ. Em tặng khách nhà em ngày hôm nay là 125.000. Đó, 125.000 dài tay nhá. Đính đá cho em các chị nhìn cho cái cổ rất là yêu luôn này. Cổ của nó toàn bộ cái viền là viền đá hết cho em. Đấy, và cái phần của nó sẽ là tay đính, tay hình cái lá và đính đá. Cái nào cũng đẹp, em cảm ơn chị Nguyễn Thị Lâm ạ. Đá lưới beo còn chị ơi, đá lưới cái bao báo ấy. Chị xem còn chỗ nào nữa. Lưới như này á. Kiểu dạng như thế. Còn đấy chị ạ, còn lưới báo ạ. KT13 nhá, em tặng khách nhà em là 125.000 ạ. 125 lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Kêu em cái. Thấy không? Nhiều mã có bây giờ đấy nhắc các chị nhớ nhớ từng mã hàng thì không thể nào nhớ hết được. Chị VV ạ, Hạnh Bin có đơn nhá. Mã này ngày mai bác nào có đơn hàng bảo lấy thêm cho em một cái mã KT13 đi. Em xả rẻ lúc các chị ở 125.000 đúng không? 125.000 ạ. Rồi lên các chị một mẫu báo đi. Còn ít thôi.
báo cho em này. Áo đá dài tay em mua rồi đẹp. Tuần nay em săn like mà không thấy chị lên lại áo đá ấy. Cái gì đây? Cô bác cứ thích áo đấy cơ, khổ lắm. Áo nào? Rồi KT14 mẫu này nhá. KT14 kèm số điện thoại cho em ạ. Mấy size chị? 3 size, MLXL 3 size đúng không? MLXL 3 size ạ. Hàng tối qua nhân viên nhà em chưa gọi chốt xong là chị Liên Đinh ơi. Ngày mai gọi chốt tiếp nhá. Ít quá nhỉ. Chả biết được, cũng không dám trả lời chắc nó còn hay không. Đây, cái này phần tay của nó sẽ là một lớp, còn cái phần thân nó sẽ là hai lớp chị yêu nhá. Mặt cũng bị hở đấy ạ, một cái hai cái lớp này, một lớp bên trong nữa, một lớp bên ngoài. Hai lớp cho em ạ. Sao đặt mấy lần không được ạ? Lên lại số điện thoại giúp em với. Quần em mặc là 219 đồng, là mã Q81 mấy nhỉ? Q817 đúng không? À 818. Q818 là quần chị nhá. Đó, áo em mặc là mã KT14 ạ. KT14 sang các chị dưới 65 cân nhá. 40 cân đến 65 cân đổ về em chốt đơn. Áo đang mặc là mã KT15 đúng không? À KT14 à? KT14 ạ. KT14 các chị nhìn cho em cái phần cổ này. Cái phần cổ là cổ ren cho em nhá, ren này. Và phần này đính đá. Để chạm tay cũng là đính đá cho em ạ, ren đính đá cho em ạ. KT14 là 125.000 ạ. 125.000 đồng lên đơn hàng ạ. Còn tầm khoảng là 15 chiếc đấy ạ. 15 chiếc, em tặng các chị nốt là 125.000 một áo ạ. Lên mã hàng cho em là KT15. À KT14 ạ. KT14 kết số điện thoại cho em ạ. Đẹp quá các chị này. Em ơi nó co giãn thoải mái luôn ạ. 3 size MLX nhé chiều nhá. 3 size MLX được ạ. Lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em. Đẹp dã man luôn. Giữ nhiệt màu trắng à. Nhà mình có giữ nhiệt màu trắng nhỉ? Mã nào nhỉ? Có. Bây giờ em phải loát lại, không biết là không nhớ là có không. Đó, có. KT14 nhá, 125.000 một áo ạ. Màu trắng đá cầu cay ấy, có nhưng mà không biết là phương trời nào mà như hết rồi. Không biết phương trời nào à? Mai ấy, nghỉ phải dọn hết vào xong mang hết mã đá giữa nhà, phân lại mã buộc tiền cọc mới bán được, bây giờ chị chịu không bán được đâu. Em bảo, chị đưa cho em cái giữ nhiệt, cái áo gió quả đây. Gió quả của hàng Canada ấy. Có treo mẫu ở đây không nhỉ? Chị đưa cho em xem còn size lẻ, ngày mai xem các chị chọn cho cái size nào vừa đi. Để toàn màu đẹp thôi. Còn bao nhiêu cái tặng nốt đi. Cho nó hết rõ. Rồi áo em mặc là KT13. À KT14 nhé các chị nhá. KT14 ạ, 68 cân. 68 cân tùy chiều cao của chị nữa. Đó, KT14 và kèm số điện thoại cho em. Phút này lên áo gió quả các chị nhá, gió quả của hàng Canada đây. Nhưng mà nó còn lẻ size quá em không nhập hàng nữa. Rồi chị Thu Phương em cảm ơn chị nhá. Tiếp theo mã này này, mã này là KT15 cho em ạ. KT15 cách số điện thoại ạ. KT14 em còn ít thôi nhá. Các chị lên nhiều quá là không có hàng chốt đâu ạ. Mã này còn 2 size LXL này. Trên 50 cân đến 65 cân chốt đơn. Còn 2 size đấy ạ. 2 size LXL KT15 cho em ạ. 125.000. KT15 125.000 đồng một áo. Các chị lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Mã này KT15 chạm 125.000 một áo các chị yêu. Các chị ngày mai cố gắng là chọn cho em từ 2 sản phẩm đi đơn cho bỏ ship nhá. Áo sau đi lên hết. À cái áo gió lót lông màu cam ấy, nhà mình còn hàng ở, có còn mang ở đây không nhỉ? Thôi mang cho em để mẹ chỗ nào rồi. Không biết để chỗ nào luôn. Chị tìm một em phái để em tặng các chị kèm đơn hàng luôn.
Áo bông khoác có mà chị. Rồi KT15 ạ. Em xem con gió quả đây. Không biết là nó còn những cái size gì nữa các chị này. Ngày mai các chị xem là có size nào vừa các chị chốt nhá. Các chị nhìn cho em một con gió quả cho em ạ. Cái hàng này của nó là hàng công ty, hàng cao cấp cho em ạ. Gió của Canada các chị này. Con gió này cái gì? Ừ, đúng rồi. Đây, cái này là gió lót lưới. Hàng lót lưới cho em. Đây là vừa bóc ở trong quả ra cho nên nó sẽ là hơi nhăn nhá. Các chị treo lên nó sẽ phẳng, hoặc các chị giặt đi nó phẳng thôi ạ. Các chị comment hộ em là gió công ty kèm số điện thoại ạ, hoặc gió cao cấp nhá. Gió cao cấp và cách số điện thoại cho em ạ. Toàn bộ hàng của Canada đây các chị này. Bây giờ là em còn sót vài chiếc một thôi ạ. Em đang còn là có cả màu hồng mà chị. Hồng kia. Hồng này, đỏ đô này. Màu nâu bò này. Màu nâu, nâu tây này, với lại màu xanh than. Mỗi màu còn 2-3 chiếc ạ. Các chị comment hộ em là gió cao cấp và cách số điện thoại cho em ạ. Đấy, hàng này bên ngoài chúng đang bán là giá tại công ty là mức giá là 420 các chị nhá. Giá tại công ty là 420. Để em xem nó còn những size gì. Thường là em hôm lẻ size ạ. Nó đang lẻ size đây, màu hồng các chị này. Màu hồng cho em ạ. Màu này của nó sẽ là màu nâu tây. Màu nâu tây nhá. Màu đỏ đô này các chị này. Chị xem hộ em xem nó có những cái size size gì ở ngoài kia với. SL. Đây là màu của nó, màu là màu nâu bò. Màu đây là màu xanh than. Xem ngày mai xem các chị xem có size gì các chị chốt nhá. Em thử nghiệm luôn ạ. Hôm trước là 265.000 là nhà em đang bán là giá thấp nhất rồi. Còn thị trường các chị đã mua rẻ nhất cũng phải 350-380 một áo. Em tặng khách nốt là 249.000 đồng các chị nhá. 249.000 đồng một áo ạ. Lên đơn hàng cho là gió cao cấp và kèm số điện thoại ạ. Gió cao cấp lên đơn hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. 249.000 các chị này. 249.000 đồng các chị yêu, vừa bán vừa tặng luôn nhá. Giá này các chị ơi không có giá ngoại trường cái giá đầu 2 đâu, các chị mua rẻ nhất cũng phải giá đầu 3 rồi. Lên mã hàng và kèm số điện thoại ạ. Giá size dưới 60 cân đổ về. Được chưa? XL còn ít nhá các chị này. Chuẩn hàng công ty cho em ạ. Hàng của hãng cho em các chị yêu nhá. Lên đơn của em là gió cao cấp, cách số điện thoại cho em ạ. Đấy, mấy trời lần các chị hỏi em không về được hàng này nữa. Thôi bây giờ em cắt mẫu nốt là 249 ạ. Màu vàng bên ngoài nó sẽ là vàng đậm ạ, nhẹ nhàng. Form nó đẹp lắm. Màu hồng đây, 249 này. Bác nào mà so sánh thử, so sánh thoải mái luôn cái dòng hàng của Canada này. Bên ngoài người ta bán bao nhiêu tiền nhá. Bây giờ giá này là giá sale ấy. Chứ em mà bán giá này là người ta bảo em bán phá giá đấy ạ. Nhưng thôi còn mấy cái thì em bán nốt thôi. Cái này là vừa ở trong cái quả ra nó hơi bị nhăn. Các chị treo lên ạ, hoặc mặc lên người thì nó sẽ căng cái áo ra. Đó, màu hồng các chị này. Hồng bên ngoài nó sẽ là hồng đậm nhá. Gió cao cấp lên đơn và kèm số điện thoại cho em ạ. 249 ạ. 249 từ cái khóa cái áo túi của nó này. Từ cái khóa túi của nó cũng đẹp nhá. Đó, cái màu nâu này còn hàng không? Nâu còn mấy chiếc đúng không? Nâu tây đây. Cái chạm nâu tây còn đúng mấy cái đấy các chị này. Nâu tây này, đỏ đô này. Cái chạm đỏ đô này. Màu vàng bò các chị này. Và màu xanh than. Đó, lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Gió cao cấp cách số điện thoại cho em. 249.000 ạ. 249.000 đồng một áo hàng của Canada các chị nhá. Nâu tây không biết còn size L không. Bây giờ em chả biết nó còn những cái size gì. Màu nâu tây đây. Nâu tây hiện tại đây là size S này. Chị cất cái túi của nó đi nhá. Không lại vứt tung tung lúc không tìm được túi để đựng áo đâu. Ngày mai nó lỡ mà mất cái túi thì các chị thông cảm nhá. Tại vì cái túi thì về để treo áo thôi. Đấy, các chị nhìn cho em từ cái khóa này. Cái khóa mũ của nó này. Đây là khóa mũ nhá. Đấy, nhìn hàng tem mác cho em. Đây ạ, cái mác cổ của áo cho em này. Đấy, chuẩn xịn luôn. Các mác của hàng công ty cho em ạ. Đều có giá, mã cốt để hết các chị nhá. Lót lưới bên trong. Để chạm một cái lớp lưới bên trong cho em ạ. Rất là đẹp luôn ạ. Nhưng mà mỗi tội lẻ sai. Giá này là giá em sale lẻ nhá. Nếu mà chuyến sau mà nhỡ mà em có về hàng được ấy, mà có hàng về ấy, thì giá cũng không có giá này đâu. Em nhập vào không được ấy. Ôi, đẹp nhỏ, form này khác hẳn luôn. Đấy, form khác hẳn luôn. Gió cao cấp lên đơn kèm số điện thoại ạ. Áo trong em mặc bên người là 125. Bên trong có túi không á? Để em kiểm tra nào, em chưa kịp xem ấy. Có chị ơi, có.
Đây có túi, túi nó còn dính này chị này. Thấy chưa? Túi này. Lên mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Có túi bên trong nhá. Gió cao cấp kèm số điện thoại. Mỗi màu em chỉ còn 2-3 chiếc thôi. Không còn nhiều đâu. Ngày mai các chị xem có size số nào vừa các chị lấy nhá. Đỏ đô còn một cái à? Có một cái. Còn đúng một cái đỏ đô này. Vàng bò. Vàng bò còn 1-2 chiếc. Vàng bò còn 1-2 chiếc. Xanh than. Xanh than còn 3-4 cái. Các chị nhắc xanh than còn XL đúng không? Xanh than còn size to. Đấy chứ ạ. Lên đơn hàng chứ là gió cao cấp kèm số điện thoại. Em qua mẫu này. Đây con này gió lót lông em còn màu cam nhé các chị nha. Màu cam ngày mai bác nào có đơn hàng em tặng các chị kèm đơn. Không có đơn là em không chốt mã này ạ. Lên đơn mã này cho em là gì ạ? Gió. Gió cam ạ, kèm số điện thoại ạ. Còn nguyên màu cam luôn, lót lông bên trong. Gió cam ạ, kèm theo số điện thoại cho em ạ. Có size các chị từ khoảng là 45, 45, 46 cân đến tầm khoảng là 64, 65 cân đổ về. Đó, mã này các chị comment là gió cam ạ, kèm số điện thoại ạ. Mã này phải 48 cân nhỉ. Nếu mà chị nào thích mặc rộng thì 45 cân mặc được nhé. Còn chị nào thích mặc ôm thì các chị để tầm 48 cân đổ lên. 48 cân ạ, đến tầm khoảng là 64, 65. Để chạm ML, XL 3 size. MLXL 3 size luôn ạ. Em biếu các chị luôn nhá. Bao tiền được? Con này trước ở hàng 28. 99.000. Được chưa? 99.000 đồng một áo. Lên mã hàng kèm số điện thoại cho em ạ. 99.000. Các chị comment là gió cam 99k và kèm số điện thoại ạ. Em tặng các chị rẻ hơn áo phông đúng không? Tặng rẻ hơn áo phông luôn. Màu cam bên ngoài của nó màu đẹp lắm. Của nó kiểu là hàng gió gân ấy. Đấy, gió gân cho em. Gió cam nhá, em tặng các chị luôn 99.000. Bên trong lót lông ẩn hoi nhá. Gió cam ạ. Đấy chứ ạ, gió cam cách số điện thoại cho em ạ. 99.000 các chị này. Lót lông. Đấy chứ ạ, nó dày nó ấm như này luôn ạ. Toàn bộ của nó là dòng xịn. Đấy trước cũng là hàng 280-300 ấy. Bây giờ em còn muốn một bầu em tặng các chị luôn ạ. 99.000 một áo ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Chị Loan Trần ok. Ngày mai chị nào có đơn hàng lấy kèm thêm gió cam nhá. Em ơi cái này thì mặc là chống gió cực tốt luôn. Đấy, lên đơn hàng chứ là gió cam kèm số điện thoại cho em là các bác mình chốt đơn ạ. Ok chưa? MLXL em có 3 size. MLXL 3 size luôn gió cam ạ. Màu cam bên ngoài nó đậm hơn trên like một tí nhá. Màu trên like lúc nào cũng bị sáng hơn bên ngoài một tông. Chị Lương Luyện ạ, Liên Đinh ạ, Đinh Tuyết Mai chốt đơn ạ. Đấy cái này nó có cái khóa mũ đấy chị này. Nó có cái phải cài mũ cho em ạ. Lúc mà mình đi xe máy. Đấy, mình cài cho em ạ. Cực tốt, ấm. Cản gió. Lót lông bên trong. Đấy chứ ạ, chị Dự Đinh có ạ, Hoa Độ Quyên chốt đơn ạ, chị Loan Mai có đơn hàng ạ, gió cam cách số điện thoại 99.000 một áo. Ok chị ạ, 99k và kèm số điện thoại cho em ạ. Rồi, lên bộ nhá. Chị có thấy quần nhung không? Đi mấy cái, đi đây mấy cái đâu. Có cái sai số nào nhưng mà buồn đời nhỉ. Kia mấy cái này, đây mấy cái này hết rồi. Mai em tổng hợp tất cả các quần là quần ấy, quần nỉ đây, quần nỉ cho em. Rồi lạnh cái này mà quần nỉ cho sướng. Đó, em lên quần nỉ luôn nhá. Lên thì các chị một mã quần nỉ. Gió cam cái này em còn tầm khoảng là 30 chiếc. Đủ size. Còn tầm 30 chiếc đủ size. Cái này khóa tháo được ra cho em nhá. Khóa tháo được này. Chuẩn hàng công ty cho em, hàng đẹp các chị ơi. Hàng trước là hàng em đang bán là 280. Là hàng em đã bán được giá sale rồi đấy. Thì tặng các chị luôn là 99.000 một áo ạ. Lên đơn mã hàng kia là gió cam cách số điện thoại ạ, 99.000. Hả? Cái gì? Quần nỉ, con xa tư xe chị bảo chị quần ngủ. Mã này còn đủ size không? Từ màu đi lên. Hết S à? Đây quần nỉ đây. Dày lắm. Em chỉ bán đồ nữ thôi ạ, không bán đồ nam. Các chị nhìn cho em này. Nhìn cho em một con quần nỉ nhá. Bây giờ gọi là chân ái. Chị ạ, những cái mã này bây giờ gọi là chân ái thì thời tiết nó lạnh thì mặc quần này cực sướng luôn. Nó dày lắm các chị ạ, nó dày, nó nanh chất cực kỳ. Lên đơn hàng trên là quần nỉ 4 đúng không? Nỉ 4 kèm số điện thoại ạ. Bo gấu các chị này, nỉ 4 cách số điện thoại cho em bao tiền quần này chị? Màu đen chị sao đưa cho em size L vậy? Sao nào? Đây. Đen ạ, ừ. Rồi, quần nỉ 4 nhá các chị nhá. Nỉ 4 kèm số điện thoại ạ. Quần này bán bao tiền đấy? Hả? Hàng đẹp các chị nhá. Loại này dày dặn chứ không phải loại mỏng tèo tèo đâu. Các chị comment là nỉ 4 ạ. Kèm theo số điện thoại cho em. Em thử mặc màu nâu lên cho các chị dễ nhìn hơn nhá.
của nó là dòng bo cấu nỉ 4 ạ, 100 mấy nhỉ? Hả? 145.000 à? Ngày hôm nay giảm các chị 139.000. Ok chưa? Bớt luôn 5.000, 6.000 nữa, 139.000. Đâu? 9, 6, 10. Đó. 145. Giảm 6.000. Giảm 6.000 nữa. Nỉ 4 cho em. Nỉ 4 em có nâu với đen các chị yêu nhá. Bây giờ em còn size ML. Đấy, hết size S ạ. Em còn ML thôi các chị, tầm khoảng là 50 cân đến tầm khoảng là 62 cân. 50 cân đến 62 cân đổ với em chốt đơn ạ. Nỉ 4 kèm số điện thoại cho em ạ. 139.000 một quần nhé các chị yêu nhá. Giảm lúc các chị là 139.000 đồng quần nỉ tăm cho em ạ. Đấy, quần nỉ tăm ạ, chất nó đanh nó dày lắm các chị ạ, chứ không phải loại chất mỏng tèo tèo đâu. Đấy, nhận hàng các chị cứ sờ cái chất cho em ạ, rồi hãng thanh toán đi chị yêu nhá. 139.000 kèm đơn hàng luôn các chị này. Đây của nó sẽ là đai da 139 ạ, lên cho là nỉ 4 ạ, còn ít nhé chị nhá, mã này còn ít á. Nâu với đen hai màu. Ok chị ạ, nâu với đen hai màu ạ, thoải mái, rộng rãi thoải mái. Đó, bo gấu cho em ạ, kiểu dáng thể thao ạ. Gió cao cấp màu hồng XL, chưa chắc đã còn nữa. Rồi chị Loan Mai, ngày mai chị nào có đơn lấy thêm luôn quần đấy chị này. Lấy luôn cái quần nỉ cho em ạ, mặc ở nhà cho nó thoải mái, rộng rãi thoải mái. Để chị ạ, ấm, đẹp. Các chị nhìn cho em kiểu dáng của nó này. Xịn xò con bò luôn ạ, nỉ 4 kèm theo số điện thoại nhá. Có một mã mấy mắc quần nỉ mình lâu lâu mình chưa bán, không biết để đâu mình ạ. Rồi ạ, à không có ở đây đúng không? Đúng rồi, có 3 cái mẫu mấy quần nỉ. Mẫu này là mẫu 4 rồi chứ còn 3 mã nữa không biết ở đâu rồi. Thôi không phải tìm nữa, không có ở đây đâu. Nỉ 4 ML 2 size, còn S thì em hết nhá. Còn áo mã 913 là mã nào nhỉ? Nỉ 4 ạ, bao tiền? 139.000. Nỉ 4 139 ạ, kèm số điện thoại ạ. Chắc lừ luôn, hàng đấy đi ngoài thì tôi còn bán hơn 200. Còn hơn 200.000. Đấy, lên mã hàng kèm theo số điện thoại. Em mặc cái màu nâu ấy, nâu bên ngoài nó đậm hơn trên line ấy, nâu đậm cho em ấy. Đấy các chị nhá, co giãn thoải mái luôn. Đó, lên đơn hàng kèm số điện thoại. Các chị sơ vịt đẹp, các chị để bình thường. Đây, để chạy nỉ 4 cho em. Quá, chị Lê Huế rồi, ok. Chị Thúy Thúy chốt đơn ạ, rồi lên bộ nhá. Bộ tại vì hôm nay nó về ít ý, với lại là nó lẻ size rồi, em ngại lên quá. Em lên cái mã nào có đủ size lên trước nhé. Để chạy lên bộ B46, tại vì giá thì báo tăng giá. Em thề luôn, hôm nay tăng lại thêm 10.000 một bộ nữa. Ôi, coi như là cái lô này em bán không công. Thực sự luôn ạ, lô này em bán không công luôn. Là Bùi cho em số điện thoại với. Đây các chị ơi, bộ đây. Đấy, bộ này là bộ B46. B46 ngày hôm nay cái màu này thì em về được đủ size này. Mong chờ bao nhiêu ngày hôm nay có hàng, ngày hôm nay thề luôn các chị em hủy mấy chục đơn hàng của khách. Nguyên cái mã bộ B46. Đấy, tại vì nó không còn size còn số với lại hàng không trả được, không có hàng về. Về được đúng một màu này các chị này là có đủ size, đúng không? Màu tím đủ sai không? Không biết. Ô, chị kiểm tra hộ em mới đứng đây không biết. Thế rồi các chị này. Nhưng ở đây thì không đủ đâu, thử trong nhà có rồi. Thử về trong nhà chứ ở đây. Đủ sai, màu tím đủ sai. Tím đủ sai, xanh than có đủ không? Xanh lá có. Xanh lá có vẻ không? Xanh lá có size L, nhưng mà size L về được ít. Thế thì đây nguyên hay ít rồi ạ. Lên trên mã bộ trên là bộ B46 nhé. Các nào nhận được bộ B46 nhé, em ở cho em xin feedback thử nhé. Có sai các chị 46 cân đổ lên nhé, 46 đến 65 cân. Bộ này chơi rồi. 46 cân đến 65 cân đổ về chốt đơn hàng ạ. Lên mã hàng cho là bộ B46 ạ. Áo ở trong là 125 chị ơi. Bộ này bộ B46 là 320.000. Có mà. Các mẹ về size L mà. B46 cho em ạ. B46 ạ, kèm số điện thoại cho em ạ. 320.000 đồng một bộ ấy chị yêu nhá.
nhanh tay chốt đơn. Thì mã này chắc là em lần này cũng cắt mã thôi, vì không có hàng và giá lên cao nữa rồi, giá lại tăng, cho nên là xin phép em bán nốt lô này là em nghỉ mẫu này nhá, cắt mẫu luôn ạ. À, bộ B46 em mặc là màu cam, cam bên ngoài là cam đậm ý chiêu nhá, cam kiểu cam đất ý đấy, pha đen cho em này. B46 á, kiểu dáng thể thao chất UMS, toàn bộ của nó hàng của hãng các chị yêu. B46 đây là màu tím nhá, B46 cho em ạ, tông màu xanh than. Lên mã hàng kèm số điện thoại cho là bộ B46 ạ, 320.000 đồng ạ, 320.000 ạ. B46 kèm số điện thoại đủ size là L1XL2XL ạ. Tuyết Vân ạ, Liên Đinh ạ, Trinh Đỗ chốt đơn ạ. B46 cách số điện thoại cho em. Đẹp những nách luôn. Thì chạm ngát đỗ chốt đơn này. Màu cam, cái màu này là cái màu em đặt từ rất là lâu rồi, bây giờ mới trả được hàng ấy. Bộ này khách hàng em mua nhiều lắm ấy. Xin thông báo nội tỉnh hiện tại đã dừng hoạt động tại huyện Na Hàng Lâm Bình. Na Hàng Lâm Bình hiện tại là không gửi được đơn hàng này. Đấy, cứ vài hôm lại báo chỗ này có dịch, chỗ kia có dịch, không gửi được đơn, mệt mỏi quá nên mất. Chị Trần Huệ, em cảm ơn chị nhá. Mai rồi nó hết đơn cho chị nhé. Ok chị, Đinh Oanh chúc đơn hàng. Đây xanh than đây. Xanh than của nó là áo màu xanh than, quần xanh than. Bộ này đủ size này. Để chạm màu xanh than đủ size này, màu cam đủ size này, màu tím, màu xanh đủ size này. Ô xanh lá em mặc cũng mua bỏ một xanh lá đây rồi mà. Xanh lá mà em bỏ một xanh lá đây rồi. Xanh có vứt ở kia không? Áo canh mặc là áo nào? Xanh lá đủ size từ size L. Đấy, đây là một xanh than đây ạ. Em mặc là màu cam chị yêu nhá. Bộ chui kéo khóa, chui kéo khóa còn nhưng lẻ sai chị gái ơi. B46 hết đỏ rồi chị ạ. Hết đỏ, không có về được màu đỏ đâu. Mà về lần này hàng nó giá cao lắm. Em dơ một xanh lá. Đây xanh lá đây. Rồi B46 màu tím màu cam rồi, ok. Đang ngày nay rồi có thấy gọi chốt đâu, khổ thân lắm cờ chị ơi. Đây này, màu xanh, ở đây màu xanh lá đấy chị yêu, xanh lá xanh két là một nhá. Like tối qua chưa gọi chốt được hết đâu chị ạ. Đây bác nào chốt màu xanh lá thì các bác lên đơn hàng, chất nó đanh nó dày lắm, sờ nó sướng. Đấy, bộ này hiện tại cũng đang cháy khét lẹt luôn, không có hàng. Chị Yến Nguyễn ok chốt hồng đen, comment là hồng thôi cũng được, tại vì tất cả đều là pha đen hết. Đấy, riêng màu xanh than nó sẽ là xanh than pha vàng, còn tất cả các màu đều pha màu đen hết. Đấy, xanh pha đen rồi là cam pha đen, tím pha đen. Đây em mặc cái này hơi rộng tại vì là hàng này vừa đang ở trong kho. Em đang mặc cái áo này của size 2XL này, mặc rất là rộng luôn. Đó, các chị lên đơn hàng cho em là bộ này là B46 cho em, màu xanh kèm số điện thoại, áo màu nào thì cái viền quần màu đấy. Đấy, áo màu nào viền quần màu đấy cho em ạ. B46 màu cam ok chị Liên Đinh. Còn bác nào chốt xanh tan lên đơn hàng nhá. Màu tím có luôn này. Đây bộ màu tím ạ. Bác nào chốt màu tím lên cho em là bộ B46 cho em màu tím. 320.000 một bộ chị Lương Hàng thôi. Áo mặc bên trong em là 125.000. Đây màu tím này ạ, không nhanh cũng không còn ấy, tại vì là mỗi một mã nó về được một ít thôi. Bộ này không có hàng ở đâu ạ, mà bây giờ trả hàng giá cao ngất ngưởng luôn, tại vì tiền cước tăng này, tiền vải tăng này, xong rồi dịch giã nó không đi được hàng. Các chị nhá. Em dơ màu đấy nhá. Tại vì bây giờ muộn rồi, mặc một màu lên thôi. Một bộ này là set bộ này là 320.000. 320 một set ạ. Lên đơn hàng kèm số điện thoại cho em ạ. Xanh than đây. Chị Loan Ngô Thị rồi ạ. Bộ này chất dày dặn đanh chất chị ơi. Nó hàng UMF mà bộ này em bán không biết là bao nhiêu nghìn bộ rồi. Chị Mai Liệu chốt đơn hàng B46 màu cam. Các chị chốt màu cam thực sự luôn. Màu cam em về được số lượng, được chạm vượt đủ size. Còn các màu khác nó chỉ có vài bộ thôi, không có nhiều đâu ạ.
Bộ thể thao này chất đẹp lắm rồi. Chị nào mua rồi các chị biết, có chị còn mua đủ 7 màu cơ ạ. Đúng, mua đủ 6 hay 7 màu ấy. Đấy, các chị mua một lần thấy đẹp quá, các chị mua luôn đủ màu. Nên cái giá bên ngoại trường tặng bán các chị tầm 450, 480 cơ. Xanh đen á, xanh đen rồi ok chị Lương hàng. Không có size M đâu, đánh từ size L đi lên. Đánh từ size L. Đấy chạm bộ B46 đúng không? B46 kèm số điện thoại cho em. B47 mình còn đủ size không ta? Treo rồi, trên nhỉ, trên nhỉ. Lỏ hết ạ. Các chị tầm 46 cân, 46, 47 cân đến tầm khoảng là 52, 53 cân đổ về các chị vào cái size L nhá. Rồi ok các chị cứ lên đâu. Bộ này là bộ B47, nó là bộ có mũ ạ. Có mũ bây giờ hiện tại đa số em còn là size 1X với 2XL thôi ạ. 49 cân mặc vừa size L chị nhá. Lên bộ này xem có bộ cho ngoài không nhỉ? Có. Đây. Bộ này là bộ B47, nó là bộ có mũ nhá. Bộ có mũ và kéo khóa xét cho em như này. Lên đơn hàng kèm số điện thoại ạ. Rồi đủ size số luôn. Riêng bộ này đủ size số luôn ạ. Bộ này các chị comment là bộ B47 là bộ có mũ ạ. 369.000 một bộ ạ. Rồi, 369.000. Nó là bộ có khóa có mũ cho em ạ. Size các chị 45 đến 65 cân các chị nhá. 45 cân đến 65 cân ạ. Mới em mặc là mẫu nâu bò này. Đủ màu đủ size. Rồi đủ màu đủ size, thiếu màu đỏ nữa đây. Đây màu đỏ đây. Đấy chạm màu đỏ nữa luôn. Sóc nhung còn đầy chị ơi. Sóc nhung em còn quên chưa lên sóc nhung ý. Tại vì một buổi live em có nhiều mã quá, em không thể nào lên hết được. Bộ này các chị coi là bộ B47 nhá. Có khóa có mũ trên là 370.000. 370 ạ. Cái này em còn chưa treo ra. Chứ treo ra là hết. B47 ạ. Màu đỏ các chị yêu. Cái chạm B47 kèm số điện thoại chất UVF kèm nó rất là đanh, chất dày dặn luôn như thiêu nhá. Em chưa có một mã nào em ưng như cái mã hàng của Sydney này luôn. Chất nó đanh, nó dày. Chắc chất cực kỳ luôn, cầm nó đầm tay, đã tay. Đây màu đỏ đây ạ. Đấy, màu đỏ cho em nhá. Pha rất là đẹp, kiểu dáng thể thao. Em mặc là nâu bò ạ. Bộ này bộ B47 chứ là 370. Nó là bộ có mũ nhá các chị nhá. Bộ có mũ có khóa cho em ạ. Đấy, chị Dương thì quay che số điện thoại với chị. Màu nào cũng gọi là phê tít luôn. Cam đây. Cái chạm đây màu cam này. Giờ Dương thì quay cho em số điện thoại đi ạ. Chị Liên Đinh có đơn nhá. À, cứ áo màu nào thì tính viền quần màu đấy nhá. Áo màu nào viền quần màu đấy. Đây màu cam cho em. Đó, cam đây, cam áo cam viền quần màu cam.
đen quyền viền quần cam cho em ạ. Đằng sau đây sẽ có lập nâng bông các bác nhá. Đằng sau có nâng bông màu đỏ chị Thanh Thời này, đủ size L, 1XL, 2XL ạ. Dưới 65 cân em chốt ạ. Dưới 65 cân chốt đơn. Cái chữ này chị theo cho em nhá, chuẩn hàng cao cấp cho các chị luôn. Đấy, giá của nó bên ngoài toàn hơn 500 nghìn. Đây màu tím nữa chị này, màu tím này. Trang võ rồi. Đây màu tím cho em, đủ size số luôn đấy các chị ạ. Mã này may quá vượt được đủ size. Mét 48 mặc áo dài không, áo của nó là bo gấu mà chị. Mặc cũng dễ thôi. Mặc cũng dễ. Màu tím cho em. Em mặc nguyên cái áo, từng cái viền quần nó chỉ khác nhau là áo màu nào viền màu đấy thôi. Còn quần tất cả là quần đen, trừ cái màu xanh than là áo màu xanh than, quần màu xanh than. Chị nhắc đỗ chốt đơn hàng ạ. Chị Hương Sen có màu lâu bò này. Đó, lên mã hàng và kèm số điện thoại cho em ạ. Màu tím đây ạ. Quần của nó đây nhá. Chị ạ, màu tím này, kèm số điện thoại. Bộ này của nó cùng hãng của bộ B46 ấy, nhưng mà khác là một bộ, còn mã B46 là không mũ, còn bộ này là có mũ. Chị Cúc Lê, ok này, chị Chuyên Hoàng Thị Quyên chốt đơn ạ. Là tông màu xanh lá cho em nhá. Xanh lá đây. Đủ size, đủ số cho các chị luôn. Chuẩn hàng cao cấp nhá các chị nhá. Được chưa ạ? Lên mã hàng và kèm số điện thoại cho em. Chị Nguyễn Quỳnh có ạ, chị Cúc Lê có đơn hàng ạ. Xanh lá đây. Tại vì là chắc chắn là chị mặc nó sẽ bị dài rồi. Chị có 1m bao nhiêu thì chắc chắn là mặc bị dài rồi. Hồng Vân này, Đình Vũ chốt đơn đây, một xanh xanh lá cho em. Đấy, xanh lá kèm số điện thoại nhá. Chị Nguyễn Vân có ok chị luôn này. Đỏ cho em ạ, cứ áo màu nào viền quần màu đấy, trừ màu xanh than của nó sẽ là áo màu xanh than, quần màu xanh than. Tí em sẽ mặc thử các chị nguyên cây màu xanh than lên. B47 ạ. Được chưa? Rồi, chị bộ bêu này chị đẹp lắm luôn. Cảm ơn chị Nguyễn Hồng nhá. Thêm bộ size L, chị Thanh Thời comment mã bộ hàng cho em với ạ. Mã bộ B47 chị nhá. B47 tất cả nó đều có mã hàng hết đấy chị này. Để chạm mã bộ hết luôn ạ, có mã code, mã hàng công ty cho em luôn ạ. Lần sau chị like sớm một chút. Trời ơi, chị em ơi, nhà chị á, kiểm hàng xong á, ăn cơm xong phải 8:30. Không hôm nào là được ăn cơm trước 8 giờ đâu em. Ăn cơm được đúng 5-10 phút là còn chưa kịp xuôi, chưa kịp uống nước đã lên like rồi. Đấy, làm cứ kiểu như một cái máy. Đấy là cố gắng lắm rồi, lên sớm 8:30 là lên sớm lắm rồi ấy. Bộ này là bộ 370 chị ơi, 370. Đây 46 là nó không có mũ chị, nó là kiểu cổ bé. Đây màu đỏ cho em này. B47 màu đỏ kèm số điện thoại ạ, 370.000 các chị nhá. 370 ạ. 370 kèm số điện thoại cho em. Chị Vi Lý rồi, ok chị chốt đơn ạ. Đây bộ màu đỏ đây. Xem mãi buồn ngủ quá, cứ kêu buồn ngủ thôi đi ngủ đi. Ngủ đi, ngủ đi. Khổ quá cơ. Đây cái gì này, cam này, xanh cho em này, nâu bò này, đỏ này, xanh lá. À quên, xanh than, đâu xanh than đâu. Đây là bộ nó ra rồi. Đây buồn ngủ rồi, khổ nhưng mà tiền nó vật thì không ngủ được sớm. Đây ạ, màu xanh than đây. Xanh than đẹp lắm, xanh than của nó sẽ là pha vàng. Xanh than pha vàng ạ, ngắt đỗ ạ, Thanh Thời ạ, Thu Đàm chúc ơn ạ. Lên mã hàng cho em nhá, em nghỉ đây các chị ơi. Trả mặt màu xanh than nữa, không còn hàng mà chốt thì ngày mai trả đơn cho khách gần hết. Theo hàng đấy. Để viết nách luôn. Chị Thoa Nguyễn chốt đơn nhá. Ok luôn. Form dáng nó quá xịn và quá chuẩn luôn các chị này. Đấy, em lười mặc lên cả cây quá. Tại vì mặc lên hết các màu nó rất là mất thời gian. Chị nhận được áo nhà em rồi, chất lượng. Cảm ơn chị Hương Sen nhá. May rồi nó hết đơn chị nhé, ok. Mà cái nào cũng muốn mua. Chắc chắn rồi chị ạ. Đã mua một lần thì em thì chắc chắn là sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba các chị là quay lại mua tiếp. Đó, các chị nhìn xem hàng này. Cầm cái bộ nó nặng trịch luôn. Đây, cho em sẽ lại nâu bò nè. Đây, chị đang cầm tay, đây nâu bò đây. Nâu bò còn ít nha chị nhá. Nâu bò không biết còn đến chục bộ không? Nâu bò không biết còn đến chục bộ không ạ? Ok chị Cúc Khúc này.
Được, chị Mai liệu nhá, ngày mai đổi mã thoải mái. Thích 46, không thích 46 chuyển sang 47 cũng được. Mà không thích 47 chuyển sang 46 cho em vẫn ok. Chị Trinh Đỗ rồi ok, chốt B47 nâu bò này, ngân đặng chốt đơn này. Đây nâu bò của nó đây, tất cả của nó đều là pha đen hết. Đấy, trông nó sang. Nó sang nhung đi. Mấy giờ rồi, 11 giờ rồi à. Cho em một bã phóc nhung nào còn đủ size các chị ơi. Cái kìa chỗ cái tủ lạnh kìa. Mặc cái những cái dòng này các chị tiện đi. Nếu các chị không thích mặc cả bộ, các chị mặc nguyên cái áo khoác này, mặc cái quần bò cũng được, mặc cái gì cũng được, làm áo khoác ngoài cũng được này. Đấy, mặc là áo khoác cũng xinh, trông nó kiểu dáng nó thể thao, mặc lên nó trẻ trung lắm. Quần á? Đấy là không phải quần sóc bò rồi. Đấy quần dài rồi. Quần dài. Ở ngoài cánh cửa chứ nào? Cánh cửa giờ không đủ xa. Có nhiều người ở trong cái tủ ấy. Chị Tâm Lê rồi, ok chị luôn. Em nay mua lần đầu tiên à? Rồi ok em nhá. Thôi để quần nhung để mai lên nhá. Bây giờ không tìm được cái chỗ nào luôn ý. B47 là 370 chị ơi. Chị Loan Trương ok này, chị Tâm Lê lên số điện thoại luôn để phát like nhá. Chị tặng một hướng chốt đơn ạ. Đẹp lắm chị ơi, nhưng mà bây giờ giá lên cao quá thì em xin phép được bán nốt lôn này, em cắt mẫu luôn nhá, không bán nữa. Cứ ngày nào cũng bán tăng giá này, em bán coi như cái lô này em bán không có công đấy. Coi như lô này em bán không có công, nhất là cái mã bộ B46 ấy. Tại vì em nợ đơn của khách thì cứ kiểu là cứ đuổi theo ấy. Xong là báo lên giá mà vẫn phải lấy về để bù hàng đủ size cho khách, không có lại nợ đơn của khách là khách lại mắng, mà nhất là khách đã cọc tiền rồi. Bỉm Sơn Thanh Hóa đi đơn được cho em à? Bỉm Sơn à? Bỉm Sơn có dịch không? Nếu mà không có dịch vẫn đi đơn bình thường chị ạ. Nếu mà không phải vùng đỏ vẫn đi đơn bình thường chị nhá. Đấy, Na Hang ở đâu này, không đi được đơn đây này, ở trong nội Hà nội tỉnh ấy, nội tỉnh em Tuyên Quang mà không đi được đơn đây này, vì ở khác huyện như em là có dịch không gửi được hàng, là cấm luôn ấy. Vừa mới thông báo luôn này. Rồi chị Hồng Loan nhá, xanh than hoa vàng bây giờ hiện tại em đang sẵn là size 1X với 2XL chị ạ. Rồi em cảm ơn chị Facebook là thích thính nhích, rồi cái trên Facebook là lúc nào nhớ luôn ý. Đấy kiểu là khác biệt. Đâu chị ơi, đưa cho em con size 1XL để em mặc thử cho các chị xem cái bộ màu xanh than đi. Chị đang bảo xem bộ màu xanh than nè. Riêng xanh than nó khác biệt là quần màu xanh than, áo cũng màu xanh than, sẽ pha với màu vàng ạ. Đây ạ, than pha vàng đây. Em mặc lên không có hàng chốt luôn ấy, tại bộ này lúc nào cũng hết trước. Bộ này lúc nào cũng hết trước luôn. Bên ngoài của nó tông màu xanh than nó sẽ đậm hơn trên line ấy, vàng cũng thế, vàng đậm hơn trên line. Em thử nhá. Để cho em thử luôn. Xanh than đây. Đấy, bác nào chốt màu than lên đơn hàng luôn này. Chuẩn luôn, cứ phải thế thì mới hết được. Áo mặc trong là mã KT15 chị ơi.
áo mặc trong là KT15, KT15 là 125.000, chị Thanh Loan chị nhé. Đây, xanh than đây, em mặc size này hơi rộng, các chị cần 55 cân chốt đơn nhé, 54-55 cân ạ, cho đến 65 cân thì em còn size vừa thế ạ, còn dưới 53 cân là em không còn size đâu. Đấy, rồi chị Trần Út em cảm ơn chị luôn ạ. Đây chị này, bộ màu xanh than của B47, B47 màu than kèm số điện thoại cho em ạ, 370.000 các chị yêu nhé, 370. Em mặc thì nó hơi rộng rồi, tại vì nó không còn size nhỏ, còn size XL với 2XL thôi. Em mặc vừa ôm như này nó sẽ đẹp hơn. Bên mã hàng trên là bộ B47 cho em màu xanh than nhé các chị nhá, xanh than. Còn một bộ XL thôi. Còn đúng một bộ XL á? Còn mấy bộ size này, một bộ XL, còn lên mai này rồi. Thôi, lên mai nợ đơn mệt mỏi lắm, dịch cái này không về được à. Ghi kênh mặt kia là 430 chị ơi, 430.000. Màu ghi kìa, ghi xám. Mã ta sao 877, à 788. 54 cân vừa luôn chị ơi. Rồi ok chị Loan Trương nhá, có vừa 57 cân. Xanh than rồi, tôi chốt hết rồi. Xem còn chỗ nào còn XL không, còn toàn xanh than hại thôi. Thế đây. Đánh như bà một trận cái gió đây à. Thôi, XL với 2XL còn nhá. Xanh than ạ. Bộ này là bộ B47 màu than, kèm số điện thoại ạ. Thôi xin phép các chị em tắt like đi ạ. Lên Vaporin ngày mai em lên sau ạ. Còn nhưng mà ngày mai em bán nhá. Hôm nay các chị yêu ạ, chúc các chị yêu mình ngủ ngon nhá.